Hello mọi người, em đợi chị nãy giờ luôn à. Chờ tao đi làm giờ mới về thấy chưa? Về chưa kịp thay đồ đây nè. Thấy giống 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 dân văn phòng chưa? Hello mọi người. Lại dụ chẳng bằng đi ăn uống no say. Đâu, ăn tại gia mà, ăn tại nhà mà, tự xử tại nhà mà. Giờ mới dọn dẹp xong. Chứ có đi đâu đâu. Thay mặt Đài Phát thanh và Tiếng nói Việt Nam xin thông báo bây giờ là 14:36. Ai thấy dâu cho dâu một chấm nha mọi người. Có gửi đồ nhớ gửi 2 đôi giày nhé. Dâu dạ chị nha. Bạn chị về rồi, hello Thiên Bình. Nè để chị dâu lên áo hot girl cho Thiên Bình nha. Thiên Bình ơi đầu like nè, có 2 mẫu thôi. Lên cho em luôn nha, hôm qua nói lên mà chưa lên được. Trời sao hôm nay thấy cái mỏ quýnh đánh son hả, quá lố vậy ta. Bây giờ lên like nhìn thấy thấy mới đậm vậy. Hẹn giờ làm em nôn rồi lên trễ trong. Tưởng đồng hồ em hư. Thiên Bình đâu rồi, nghe dâu nói không vậy? Đồ em gửi chưa? Tố Yên ơi đồ em chưa nha, đơn quần jean ngày hôm qua chưa gửi, gom hôm nay rồi gửi luôn. 2 giờ của bà đó hả? Hẹn 2 giờ 15 mà trễ 15 phút chưa nhiêu. Trễ 15 phút chưa nhiêu, quỷ. Tố Yên ơi hôm nay em có lấy thêm gì rồi chiều chị dâu đi đơn nha em. Ừ, hello em. Chị dâu mà hẹn là phải trừ hao, đúng rồi. Đồng hồ dâu là nó dây thun nó co giãn dữ, có nó co giãn nhiều á. Đồng hồ nhà dâu, đồng hồ dây thun nó co giãn nhiều. Gửi giày cho dâu có gói lại ghi dạ có nha chị Trang nha. Đồng hồ em hư á, giờ mới 2 giờ 15, đúng 2 giờ mới 2 giờ 15. Hết size rồi Trúc Duyên ơi, hết size rồi.
Còn quần rách rách thôi nha, còn quần không rách là hết size rồi bé nha. Tôi mua đồ của ba, của bà chồng nói ổng biết hết rồi Hy. Vậy hả? Biết có sao đâu, mua đồ cho chồng cho con, mua đồ cho mình có sao đâu, sợ. Chị dâu xài đồng hồ cổ nha em, nên dây cót hơi bị giãn xíu xíu. Nó đó, nó đó. Chấm like, share like lên giùm em nha mấy chim ơi. Đầm xét chân váy, trưa nay là ăn nhiêu đó chắc no rồi đó, chân váy quá trời trời. Nãy sao mình không mặc con sơ mi màu trắng ta, màu trắng nó lên màu xanh hợp, xong là mang cái dinner này nữa nè, hợp luôn ha. Giờ tự nhiên mới sực nhớ nè. Có quần bò trễ không chị dâu? Bò trễ là sao, bò trẻ hả? Vậy em lựa đồ em đổi luôn được không chị? Ok, tí nữa để em đổi lên size 30 đúng không bé Duyên? Em đổi size 30 hay là size 31 để chị dâu biết được. Em đổi qua size 30 hay là size 31 vậy? Rách hay là không rách? Chấm like, share like giùm em mấy chị ơi. Cần lắm những cái chấm, những cái chấm và những cái xe. Mắc gì con nào ít tuổi cũng, con nào mắc gì mấy, con nào ít tuổi cũng mười mấy củ thôi, con nào nhiều tuổi thì mới dài 300. Chấm like share like lên giùm dâu đi mọi người. Thiên Bình ơi còn coi like không? Thiên Bình ơi em còn coi like không? Thiên Bình size 30 là còn quần lửng không rách, vậy là hết rồi đó, size 30 là hết nha. Size 30 mà quần không rách là hết rồi nha Trúc Duyên ơi. Thiên Bình đâu rồi, còn coi like không? Chị dâu lên cho coi áo, tại vì đầu like để mọi người vô đông đông một tí. Ví dụ xe nhiều có được tặng quà không chị? Được. Em 52 kg mặc được size nào chị? Em 52 kg là mặc size M thôi. 529 là 52 kg mặc size 29 thôi nha. Cũng tùy form mà, nếu như quần hạn thì em chỉ cần mặc size 29 thôi. Lên đồ, hello gà. Dạ em gửi rồi chị Diễm nha, em gửi rồi. Để đầu like cho bé Thiên Bình, tại vì nó hot girl, cho nó coi dài mẫu hot girl cái. Tím mộng tím mơ. Dạ. Rồi bán 49.000, bao đẹp luôn. Nè. Xinh lắm. Ba lỗ cái kiểu xinh ha. Nó có tay nha, nó chỉ hở một chút xíu chỗ này thôi nè, ý là nó đây là nó là sát nách, xong là nó hở cái vai mình chút xíu chỗ này vậy thôi nè mấy chị nha. Cái kiểu nó vậy á, có hai bên có dây nè, có thể là cột nơ chéo đằng trước cột đằng sau, hoặc là chéo đằng sau cột qua đằng trước. Một màu duy nhất, một màu duy nhất, 49.000, bao đẹp luôn, chất đẹp rụng nụ mấy chị ơi. Tím một màu duy nhất nha, 49.000. Chị nào lấy tím che mã tím là ở ngoài con này cỡ 101 á, 85 cho tới 101 tùy chỗ bán. Nghe có kèm dây nha, dây này mọi người cột đằng sau hoặc là cột đằng trước, hoặc là chéo đằng sau nè, đó chéo ít đằng sau xong cột đằng trước, hoặc là ngược lại, tại vì nó co giãn với lại cái dây nó may dài. Em mặc đồ hot girl tím cho Thiên Bình. Nhìn em như hot dog. Nó đi chơi ở nhà bán của nó về nó đánh cho bờm đầu. Tím tím anh chim ơi, tím tím nha. 49.000. Tím nha, tím với chị Hồ Tuyền. Tím 49.000 đẹp lắm. Có quần jean không rách màu tối. Em ơi, quần nữ là không rách nha. Chị Hồ Tuyền một một bé màu tím. Chị Hồ Tuyền một bé màu tím nè.
chấm like xe like em lên giùm em nha, tí em lên mẫu ấy cho đầu like lên mấy con hot girl hot girl hot girl nè. Cái này được mấy cái à? Nè đây nha, dễ thương không, tay dài nè, ô đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Bán con này cho mọi người 55.000 thôi, bán 55.000 thôi, rẻ lắm luôn nha. Màu đỏ nè, tay dài nha, lịch một bên tay dài màu đỏ nè, tay ngắn màu đen nè, ai lấy màu tay ngắn màu đen nha, tay dài màu đỏ, tay ngắn màu đen, để khui ra cho mọi người coi thì nó có màu gì màu gì. Rồi tay ngắn màu cam có Duy Nam nha chị nha, Duy Nam chờ em tí đi, còn mấy cái em sale luôn. Tay ngắn màu cam nè nha, mặc được hai mặt, mặt nào cũng đẹp, 55.000, bán 55.000, bao đẹp luôn mấy anh chị ơi. Tay ngắn màu cam nha, chị nào lấy màu nào chốt em màu đi. Rồi tay ngắn màu hồng, có một cái tay dài thôi, có một cái tay dài màu đỏ thôi nha, còn lại là tay ngắn hết, có một cái tay dài thôi. Rồi màu nâu, vậy là tay dài, tay dài là có đỏ nâu tây mấy chị nha, tay dài là em có màu đỏ với lại màu nâu tây. Chú cha, vải đẹp lắm, vải đẹp lắm luôn mấy chị yêu, vải đẹp nha. Đỏ cho chị Thu Lương nè. Đó, chị Thu hot girl đó. Ôi, cái này chị mặc vừa luôn á chị Thu ơi. Nó co giãn đen cho thiên bình. 55.000 thôi, 55.000 thôi mấy chị. Mấy chị form đẹp nha. Đen cho thiên bình. Em còn màu hồng, nâu tây. Hot Facebook được rồi. Em còn nâu tây tay dài. Áo đỏ con tôi mặc được không? Được, được nha Tuyền, nó có giãn mà, mặc được nha Tuyền ơi, đẹp. Mà lấy đi. Đen nâu tây cho Angela, hết đen rồi. 55.000 quá đẹp luôn, nâu tây Angela. Dâu còn màu màu hồng với lại màu cam này Angela, còn hồng với cam nha, đẹp lắm. Mấy cái áo sơ mi bữa em mua vải đẹp nghe chị. Ờ, tất nhiên rồi, áo sơ mi công sở mà rẻ ha, 70-80.000 mà rẻ quá trời. 80.000 bao đẹp không? Sơ mi công sở đó nè, giống như cái lô dâu đang mặc đây nè, tụi em cái lô đó là dâu đang mặc đây nè. Form đẹp ha, form với chất đẹp. Mặc thả thoải mái, mặc đóng thùng form đẹp luôn. Nâu tây với cam. Rồi em còn cái hồng. Còn trắng không chị? Mẫu dâu đang mặc có, bây giờ bữa nay mới lên á, cọc dâu đang mặc là bữa nay mới lên mẫu nè. Dâu có sọc, nhiều sọc lắm. Áo dâu đang mặc là có nhiều sọc nha em nha. Hết áo cam rồi, tuyền còn một cái màu hồng duy nhất. Còn một cái màu hồng duy nhất nha. Còn một cái gì màu hồng duy nhất chị em, trời ơi, ta nói là con này 55.000 nó rẻ lắm luôn. Bao form bao chất đẹp nha mấy chị nha, mịn mát xịn sò, giặt máy thoải mái cho em luôn nè, thấy chưa, mặc đóng thùng mặc thả gì đều đẹp nè. Đó rồi màu hồng nha, chị nào lấy hồng cho em mã hồng hết rồi, còn cái màu hồng á tiền hồng nha, lấy hồng nha. Đó à, hồng nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Ừ. Rồi mã này là mã thứ 2, cho dâu mã 2 kèm màu. Thiên Bình ơi, chịu không nổi luôn. Chú cha ơi, hàng xịn ghê luôn mấy chim ơi. Nè, 65.000. Nè, đó, ở bên hông là nó có, đẹp lắm. Rồi bên, mọi người ai thuận bên nào thì mặc bên đó nha, bên nào cũng mặc được. Hết hồng rồi Nguyệt My. Angela ơi, chú cha ơi, form đẹp lắm luôn, mặc thả mặc đóng thùng đẹp cho em, mà con này nó có eo nè. Mọi người mặc thả đi cho đẹp. Cam màu nu với lại màu vàng, ba cái ba màu, cam nu vàng, cam nu vàng, nó có 6 màu mà em để hết 3 màu em mặc rồi, chưa like mà bữa nay mới like á. Hôm qua em kia dơ áo thun dơ ra thấy mẫu là dâu được quăng ra dâu mặc rồi, bữa nay soạn hàng mới thấy có màu trong đây nè. 65.000 cho em nha, nhớ không Châu Ngân, nhớ không, dâu quăng ra hai cái đó, hôm bữa like áo thun nó thấy mã này quăng ra luôn rồi. Cam nu không, Tuyền không có cam nha, vàng cho Thiên Bình. Cầm chất nặng tay mát, form bao đẹp nha mấy chị nha, kiểu thì quá ok rồi. Hết hết rồi, em còn cái hồng nha, em còn cái màu nu, hết vàng rồi Tuyền ơi, hết vàng. Vô còn một cái màu hồng nu, vô còn cái màu hồng nu, vô còn cái màu hồng nu nha, ai lấy hồng nu chốt mã hồng nu giùm em. Thấy quăng quăng là biết liền. Vô còn một cái màu hồng nu nha, bé Tuyền ơi, lấy hồng nu nha. Này đẹp nè. Chị dụ em một cái này là được dụ chứ đâu phải bị dụ.
Cái này là mình được dụ mà. Cái này là mình được dụ nha. Chị Sương ơi, chị lên like chưa? Đó. Dễ thương lắm. Nó có. Chị nào mà thích hở eo thì là rút ít thôi. Chị nào không thích hở eo thì rút hết lại. Nha, rút hết lại là nó đâu có hở eo đâu. Còn chị nào không 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 thích rút hết đó thì là để cho nó nhiều nhiều là nó hở vòng tròn nhỏ nhỏ ngay eo nè. Màu đẹp quá. Mặc thả mặc đóng thùng gì đều đẹp nha. Hồng nu cho Trương Thanh Tuyền. Mặc với mặc quần sọt chân váy thì dễ rồi, còn chị nào muốn sang sang cao cao sang sang thì cứ mặc quần ống suông á, quần ống suông dài dài á, nhìn chân miên man. Rồi ai hỏi ai ai hỏi bộ bộ BBR BBR vô còn có hai bộ à. BBR BBR vô còn hai bộ hai màu nha. Bộ BBR cao cấp nè. BBR cao cấp vô còn cổ đỏ với lại cổ cổ nâu tây. Em nói bộ này mà 139 ngàn thì dâu nói thật. Người ta đã xỉ tới ba à xỉ tới 200 mấy rồi mấy chị. Vải nặng tay đẹp lắm, BBR thêu nha, vô có nâu tây đang cầm và đỏ đô còn size bự à. Size phải cỡ 65 60 kg là mặc vẫn còn sợ rộng. Chị Trang ơi lấy bộ này không? Cỡ 65 75 kg nha mọi người. Nha mấy chị nha, 65 75 cân giùm em nè. 65 75 cân giùm em nha. Đó, set nha. Sang lắm, mặc nguyên set, mặc tắt set đều ok giùm em, set này rất rất là sang. Tay dài logo là thêu nha mấy chị nha, có màu đỏ nữa. Em có màu đỏ nha, màu đỏ thì size nhỏ hơn. Màu đỏ là size khoảng cỡ 65 kg đổ về, 55 tới 65 kg. Còn màu màu nâu tây là 65 tới 75 kg mọi người nha. Đây nè, y chang nhưng mà nó khác cái viền cái sọc thôi. Nè. Đẹp lắm luôn anh chị ơi. Đẹp lắm luôn. Dạ em chừa chị hai bộ rồi. Màu đỏ này còn hai set chứ bộ, một set size to, một set size nhỏ. Size to là 75 70 75 kg, size nhỏ là khoảng cỡ 55 tới 65 kg. Bự lắm. Nặng tay nha, đỏ thì chị Hồ Tuyền rất rất là nặng tay giùm em nha mấy anh chị ơi. Nặng tay xịn sò. Em chưa cho chị rồi. Size L cho chị Hồ Tuyền nè. Rồi cho vô mã này là mã nâu tây nha mấy chị nha. Em còn bộ nâu tây. Còn nữa không chị? Còn mà chưa khui được. Váy đỏ áo trắng Hồng Kông có size em không chị? Váy đỏ áo trắng. Size M bé ơi. Váy đỏ áo trắng chị dâu cho em coi mẫu nè. Áo thun kiểu hả? Nguyệt My. Nguyệt My là My Nguyệt đó hả? Áo thun kiểu còn chờ chị dâu tí nha bé My Nguyệt nha. Chấm like share like giùm em mọi người ơi. À set này đúng không? Cho dâu cho coi này bé Mai Tuyết ơi. Đây, set đỏ nè, xỉ 470 ngàn. Đây nè, hàng Hồng Kông. Làm kỹ lắm. Size M nha. Hello chị Sương Bùi. Đây. Size M nha bé Mai Tuyết ơi. Tại vì tùy thuộc vô vòng mông, vòng đùi nữa. Nói chung là nó dao động từ khoảng 48 cân. Dạ, 48 cân tới khoảng 53 à 54 cân, 55 cân cỡ đó đổ về. Size M nha, hàng Hồng Kông là size nó to hơn hàng Quảng Châu một tí. Cỡ 47 48 cân tới 53 54 cân gì đó tùy chiều cao, tùy vòng mông vòng đùi mấy chị nha. Thì hàng xịn mà mỗi người mỗi khác, giống như bé em ví dụ giống như em là 49 kg, cao 1m56, người khác cũng 49 kg, 1m56 mà có người mặc vừa, có người mặc chật, có người mặc rộng, nó tùy nặng xương hay là nặng thịt, rồi vòng nó mình là ai có mông có bụng đồ nó khác nhau hết. Nên là ưng ưng cái mẫu thì nếu mà về không sợ chật, chị dâu không sợ chật, bao chật luôn, không bao giờ chật, ok chưa? Nếu mà rộng thì là bóp vô một tí xíu eo thôi, nếu mà rộng eo, tại vì tùy chị nào eo nhỏ thì bóp eo vô thôi, chứ còn mà sang lắm ha. Sang lắm luôn mình chim ơi. Đó, bán set này là 235 ngàn. Mua set này về là phải đi bóp chân váy là chắc rồi, đúng rồi, tại vì em gầy á. Em gầy ở châu Ngân, em mặc size S thì em phải mặc rộng rồi. Đẹp lắm. Tới giờ ta ngồi like, từ nãy giờ ta ngồi ăn thì không ai gọi. Giờ tới giờ ta ngồi like thì
hết nha. Đi ra ngoài rồi có đầm tiệp chưa chị, 5 mẫu, mỗi mẫu mỗi cái chị lấy size nào? Đầm tiệp em cho chị coi nè chị Thẩm. Lên luôn đầm tiệp cho chị coi nè. Lên luôn đầm tiệp nè. Màu đẹp lắm, nhiều màu tây lắm. Một mẫu này nha. Em nói là đầm hiếm lắm của em. Hả? Cái gì mà chị dâu ngồi ăn ai mà dám gọi? Cái gì mà của em 2X chị không mặc đâu là sao? Mẫu này em đầm đầm đi tiệc nè. Dâu nói thật là chất này dâu chưa bán qua. Nó đẹp lắm, chất nó đẹp lắm, nó không giống như u mì. Nó không không nó xịn như u mì, có nghĩa rằng nó mát. Mát nặng tay co giãn như u mì nhưng mà chất nó khác. Cái mặt vải phía trong là nó như vậy nè. Đó, đây là nó còn lót nữa đó, đây là nó còn lót phía trong nữa đó. Chứ còn nè, cái mặt vải phía trong nha. Rồi mặt vải phía ngoài nè. Khác nhau hoàn toàn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi nè. Mọi người coi kỹ chất giùm em nha. Không biết gọi là chất gì, con này đi tiệc bao sang luôn. Châu Ngân ơi, con này đẹp lắm. Màu đẹp nha, dạng đuôi cá. Đuôi cá nhẹ nhàng, body đuôi cá phía dưới nha mấy chị nha. Em nhưng mà không có size S rồi. Con này là chỉ có size M và L thôi. Nha mấy chị nha, con này em chỉ có size M và L. Đầm này là chỉ có size M và L, vải rất là lạ luôn. Bán cho mọi người con này là 185.000, rẻ không? 185 cho em nha, vải đẹp miên man. Vải cực đẹp luôn mấy chị ơi. Em vừa không, em không vừa, Du Phương ơi, không vừa. Size L cỡ 60kg à. Size L là 60kg á, 60kg là vừa. Không mà bé Du Phương, tại vì cái con này nó may như vậy nè. Nó may ở phía trên là ngực đó, nó may như vậy nè. Nên là eo em mà cỡ 76 là bao vừa, eo 76 80 là bao vừa size L. Size L là eo 7, eo 80 là bao vừa size L mấy chị nha. Mông thì khoảng 100, size L là mông cỡ hơn 100. Mông là hơn 100 rồi. Ngực thì tầm cỡ 95. Ngực tầm 95 á, size L á. Đơn giản nhưng mà đẹp, hàng xịn, form đẹp nè. Màu đẹp lắm. Chị Sương ơi, chị có đầm đầm ấy đúng không? Đầm hôm qua em mặc like đúng không đây nè. Cái này em đang ướm size L nó hơi rộng. Nhưng mà form đẹp nha, bán 185.000 mấy chị ơi. 185, 185 nha chị Thẩm ơi. Con này nó có nhiều màu. Màu đen, màu này là màu cam tây. Màu này là màu cam tây nè. Con này em có nhiều màu lắm. 5-6 màu lận. 5-6 màu lận luôn. Chất còn xịn hơn u mì nữa là mấy chị biết rồi. Ờ, Du Phương vừa đó. Du Phương vừa nha. Bé Du Phương nó xem giày. Ok, chờ chị dâu xíu nha. Cam tây nè. Màu đẹp ha. Màu đúng đúng chữ tây luôn, màu đỏ. Màu đỏ cũng tây lắm, đỏ đỏ, đỏ đô đô á, hơi hơi cam nhẹ nhàng á, nói chung là màu rất là đẹp. Màu đỏ nè. Hết rồi, đầm xanh hết rồi, đầm xanh không đủ bán, đầm xanh hết rồi. Đây là màu bò, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, vải đẹp lắm nha. Rồi em có màu đen với lại màu xanh đẹp nè. Màu xanh đẹp lắm. Dạng này thì ai mặc cũng sang. Dạng đầm này ai mặc cũng sang cũng trẻ. Không biết gọi là xanh gì, xanh đen không phải nha, xanh dương không phải, xanh coban không phải. Không biết gọi là xanh gì. Chất rất là đẹp mấy chị nha. Chất rất là đẹp giùm em mấy chị nè, đó, chất đẹp lắm luôn, không phải thun nha. Không phải vải thun đâu, không biết gọi là vải gì á mấy chị ơi. Ôi màu xanh đẹp lắm luôn á bé. Nè. Đủ màu cho chị Sương Bùi. Ai lấy đầm màu nào chốt màu đó nha mọi người ơi. Em có size M và L. 185.000 ở ngoài nó xỉ con này đã 200 mấy gần 300 rồi. Vải đẹp á. Vải bao đẹp, bao đẹp. Có đầm hot girl này Thiên Bình. Mặc đầm hot girl không? Hết màu rồi thì phải. Đầm hot girl đây. Bà Thiên Bình đâu rồi? Trời Phật ơi. 215.000 con này là bao nhức nách, mặc được 4-5 kiểu luôn á. Có mút ngực form đẹp nha, một là các chị mặc dây, một là các chị mặc dây nè. Hai là các chị mặc kiểu này nè. Đó. Lật vai. Ba là các chị mặc bẹt vai cho em. Ok chưa? Dây bẹt vai nè. 4 là mọi người mặc đều luôn.
nha. Mặt dây, mặt bẹt ra, nói chung là mặc được rất rất là nhiều mẫu, mặc được rất rất là nhiều mẫu giùm em nha. Body đi tiệc sang luôn. Rồi mã đen cho dâu nha mấy chị nha. Nó may đẹp lắm, mọi người coi nè. May rất rất là đều đó, thấy chưa? Rất là đều, rất là xịn sò luôn. Ai lấy đầm đen cho dâu mã đầm đen nha mấy anh chị ơi. Đầm đen. Em vừa không? Không vừa. Không có size em rồi, Thiên Bình chịu khó bóp lại thì được. Chịu khó bóp lại. Bộ hàng Thái còn không dâu và em còn, nhưng em lấy ok Thiên Bình. Bóp lại xíu nha Thiên Bình. Đẹp lắm, dâu hết á. Dâu còn ít à, còn chắc hai cái hôm qua có màu vàng nữa mà chắc hết vàng rồi. Ôi nó đẹp lắm, đẹp lắm Thiên Bình mà sang nha, mẫu nó cũng lạ nữa. Rồi em còn cái nha, chị nào lấy đen chốt mã đen giùm em. Em còn cái nha, chị nào lấy đen cho dâu mã đen mấy chim ơi. Bộ hàng Thái hôm qua đầm lật vai qua gối không chị? Đầm lật vai qua gối không, dâu không bán họ theo trend nhiều đâu. Dâu bán cái nào nó lạ lạ, cái nào nó nói thôi. Ai mới hỏi dâu cái gì ta? À chị Sương hôm qua hỏi cái đầm em mặc đúng không? Đầm đen đó có sai, có sai chị á chị Thu Lương. Sai của chị đó. Nó co giãn mà. Chị Thu năm mấy ký hả? Năm mấy ký sao bữa giờ toàn nói em 65 ký vậy? Quỷ hà. Trời ơi, cái này là 60 ký luôn chị, size L của nó đó. Size L của nó là 60 ký nè. 55 60 ký mặc đẹp luôn. Sao mà chị bự như vậy được? Đầm này nó co giãn là 55 60 ký nha. Đầm đầm XL là đầm gì? Đầm xanh hả chị Thắm? Đầm màu xanh đó hả? Đầm X là đầm xanh hả chị Thẩm? Màu đẹp ha. Vải đẹp xong còn màu đẹp mà form này chị nào cao thì nó ngang gối. Dạ chị Thẩm ơi, mẫu này là mẫu mới. Mẫu này là em hôm qua em chưa lên chị Thẩm nha. Mẫu này là mẫu mới giùm em. Mẫu đi tiệc, đi công sở gì đều được. Mẫu này rất là sang. Chất rất là xịn sò, bao xù, bao nhão, bao nhanh mấy chị ơi. Không xù, không nhão, không nhanh nha. Mọi người cầm chất trên tay là biết nó không xù rồi, không nhanh rồi. 65kg chị mới chịu rồi, 65kg thì thua. Nha, rất là đẹp luôn, em có nhiều màu nha. Màu xanh này sang ha. Gì dữ vậy, 65kg. Nếu có đổi màu cam. Chưa chị ơi, chưa có nha, chị lấy màu nào? Có đen, xanh, cam, bò. Đen, xanh, cam, bò, đỏ, chị lấy màu nào ha? Đen, xanh, cam, bò, đỏ, chị lấy màu nào? Đây, đầm hôm qua dâu mặc. Ủa ai mới hỏi set vậy? Để cho Mai Tuyết coi set này là set Hồng Kông. Hồng Kông khỏi sợ đụng hàng, chất rất là xịn sò mấy chị nha. Đây nè, em cho mọi người coi nè. Cái nút nó rất là xịn, form áo cực đẹp nha. Đây, nút nó xịn lắm, cho mọi người coi cái nút của, cái hộp nút của nó nè. Hộp nút của nó rất là xịn nha, hàng là đều lót hết rồi, vải đẹp mà còn thêm một lớp lót nữa để nó may lên form đẹp hơn. Loại nào mà có lót form sẽ đẹp hơn loại không lót nha. Áo ở màu da sau lưng bà đi, ok chờ một tí. Nè, có cái đai áo đằng sau lưng như vậy nữa nè. Nói chung là hàng rất là chất. Set Hồng Kông giùm em nha nè, nó giá sỉ của nó ở ngoài là 470.000 rồi. Ở trong store nó sỉ là 470.000. Chứ còn giá bán lẻ không ai bấm vô bao ni lông cả mọi người nha, bấm vô bao ni lông là giá sỉ giùm em. Form đẹp nha, cho mọi người coi form nè. Ok Kali nha, chờ tôi tí đi. Đó. Cái dây này là nó nằm đằng sau lưng đó. Nha, cổ tim nha. Cái dây này là mọi người nó thắt ở tay nè. Vải đẹp lắm luôn, vải đẹp lắm luôn mấy anh chim ơi. Dày mịn đẹp. 235 giùm em nha, size M nè. L em có M L á. Em có M và L nha mấy chị nha, M L. Đó cái tay nó là nó có thắt như vậy nha mấy chị nha. M và L, form áo là có cầu vai hết, đẹp nha, cổ tim cho dâu. Cổ tim cho em nè. Kèm theo chân váy. Nha mấy chị nha. Mặc tắt set ra được mà, đâu nhất thiết phải mặc nguyên set. Loại này là chị nào lẻ áo, mua lẻ áo em bán lẻ luôn. Lẻ áo thì 150.000. Set loại này, thêm cái đen nữa đi. Đen L dạ. Cái này là ai mua lẻ là em bán lẻ luôn nha mấy chị nha. Loại này nó dễ tắt set, dễ mặc á. Nên là tắt được. Lẻ chân váy là 85.
Lẻ áo là 150 nha mấy chị nha. Áo màu da đằng sau cho Kelly coi nè. Set set, chị nào lấy set cho em mã set. Thêm màu đen. Rồi. Đây hả gái? Mẫu này đúng không? Đẹp lắm Kali ơi. Nè. Đường kim mũi chỉ xuất sắc luôn gái ơi. Lót đồ đường kim mũi chỉ xuất sắc nha. Có màu kem nâu tây và đen thêu nè. BBR thêu nha. Đường kim mũi chỉ bao xuất sắc rồi. Lót hết áo phao nha, xịn sò. Để chị chờ em tí nha. Chấm like share like cho em đi mọi người ơi. Hàng nút xịn luôn. Cái dưới sau ghế á, à cái dưới sau ghế hả? Đây hả, cái này hay cái này vậy? Cái dưới sau ghế. Áo thun chị dâu đăng tối nha, tối mới lên nha. Áo này hả bà? Áo này là có kèm belt nha. Belt đẹp. Áo đẹp, chất đẹp, form đẹp, màu cũng rất là đẹp. Con này cũng có 3 màu. Kem nâu tây và đen. Con này hả? Cổ lông đây nè. Mặc quần sọt, chân váy, mang bốt cao lên hoặc mang dớ. Còn không thì mặc quần dài, quần legging gì đó. Quần jean nói chung là dễ mặc mà cái gì cũng mặc được. Có kèm cái này nè, xịn lắm. Này nè. Đẹp nha, mọi người coi này, lông bao mềm luôn, cái cổ lông nè. Mịn lắm luôn gái ơi, mịn xịn sò nha, đường kim mũi chỉ nè. Màu này là màu nâu tây nha. Có đen, có nâu tây và kem. 235. Ở ngoài con này bán 300 mấy, gần 400 lận. Ở ngoài con này bán gần 400 đó, 300 mấy lận luôn. Rồi em tiếp mẫu nha mấy chị ơi. Cho chị Sương coi mã này. Gần hết rồi. Hôm qua mặc like á, khách bốc, khách lẻ đồ, khách sỉ đồ. Sáng nay khách lẻ chốt qua inbox nữa. Coi lại like, hôm qua vô like trễ, nhiều người coi lại like. Đây em lên cặp này. Bốn màu đầm này nè. Này hơi trẻ tí, thôi lấy cái trên màu nâu tây cho mẹ ok. Ừ cái phía dưới thì trẻ. Cái phía dưới thì tông trẻ. Cái trên là 195. Cái trên là 195 ngàn. Đầm này em bán lẻ là 100. Đầm này do bán là 165 ngàn. Nó là hàng Hồng Kông mạc vàng mấy chị nha. Hàng Hồng Kông mạc vàng. Mọi người coi nè. Hàng Hồng Kông mạc vàng cho dâu nha. Form đẹp lắm. Đầm suông. Đầm suông nhưng mà form nó không phải suông như kiểu đầm Thái. Nó không phải suông như kiểu đầm Thái đâu mấy chị. Nó suông cái kiểu nó chất nó xịn. Form nó đẹp hơn nhiều. Chứ nó không phải như đầm Thái đâu mấy chị nha. Đầm Thái là nó may thẳng đuột vậy nè. Rồi do cái chất vải nó làm cái form nó cũng là bình thường thôi. Không đi tiệc được, đầm Thái mọi người đi chơi đồ vậy thôi. Chứ sao đi tiệc ở nhà đi chơi gì thì ok. Còn mấy cái đầm này tiệc nhẹ nhàng đồ thôi, nôi sinh nhật rồi đó mọi người đi được. Nó vẫn sang mà. Form nó đẹp. Nó may suông. Nói chung là không biết diễn tả sao. Nó trên cái phần vai, phần này nó vừa với mình. Đầm Thái suông thì là nó may cái phần thân to. Thì bắt buộc là phần cổ áo rồi phần tay nó cũng to theo. Còn cái phần này là nó may khác nha. Phía trên vai này, cái cầu vai này. Đó, với lại cái tay này nó may vừa. Vừa với người mình, còn ở dưới đây là nó mới suông. Suông sao ta? Nói chung là hồi tối em qua mặc like đó mọi người ha. Dâu có size nha. Đủ màu nó có size á chị Sương ơi. Chị lấy đủ size luôn không? Đủ màu đủ size hay là lấy một size thôi? Hay là lấy đại size nào cũng được. Đầm này có size. Hồi chất gì ta, nó như là u mì á.
Nó là như là u mì á mấy chị ơi. Nha, chứ nó không phải là đầm thung thái, đầm cô tông thái đâu. Nó không phải là vải giống như đầm thái đâu mấy chị nha, đầm nó như là u mì á. Đây nặng tay mát mịn, đẹp nha. Em về được có hai mẫu này thôi. Về được có hai mẫu nha. Đủ size rồi, ok chị nè. Gần hết mất tiêu. Con này ở ngoài nó được bán hạ sỉ 280. Còn bấm giá trên đây nè. Giá sỉ á, mấy cái chỗ ngoài Andong Plaza á, hốt ở Andong Plaza, dạ ML chị Sương. ML nha, Andong Plaza thấy chưa? Sỉ 280 ngàn, đây là mã của nó, đây là giá sỉ nè. Chứ bán lẻ ai đâu bấm giá lên, bán lẻ là người ta bấm giá lên mạc chứ không ai bấm giá vô bao ni lông. Nha mấy chị nha. Đó có size nè. Đẹp quá. Ai lấy size nào cho em size đó nha. Rồi qua giờ mã này là mã thứ hai. Mã thứ hai em có 5 màu. Mã thứ hai nha. Cho vô mã này là mã 2 đi, đỏ đô vàng xanh min đen và đỏ đô vàng xanh min 4 màu. Đỏ đô vàng xanh min đen. Đây mã 2 đi mấy chị nè. Chất đẹp lắm, em nói thật, chất rất là xịn sò. Nó sỉ 280 rồi mấy chị đi ra ngoài mua phải trên 300, cỡ 350 một cái đầm. Một cái áo của nó về nó đã bán hơn 200 rồi, đầm bán hơn 300 là bình thường. Tại vì mình ít khi đi vô những cái shop nó chuyên bán đồ đắt tiền á, thì bây giờ mọi người mua like thấy cái đầm 300-400 là thấy đắt. Cái đầm như vậy trăm mấy thì thấy đắt. Chứ còn bình thường mấy chị mà đi vô shop mua cái đầm thật sự 200 mấy 300 mấy nhìn còn thấy còn không có đẹp bằng, không ưng ý bằng á. À, còn loại này trăm mấy thì bao xuất sắc luôn. Mã này là mã 2 cho em nha. Mã 2 có 4 màu đỏ đô, chuẩn tông đỏ đô nha. Hàng hồng nó mọi người nhìn lên like là do ứng dụng này á, chứ còn nó là chuẩn tông đỏ đô mấy chị nha. Chuẩn tông đỏ đô cho dâu đỏ đô nè. Màu vàng, màu đẹp lắm, màu nào cũng đẹp. Màu đen với lại màu min. Màu đen với lại màu min nè. Đó. Nè. Giá của nó ở ngoài nè, giá sỉ của nó nè. 280.000. Màu đẹp chưa? Màu rất là đẹp mấy chị nha. Ai lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em đi. Chị nào lấy màu nào chốt màu đỏ nha. Cầm mà form nó chuẩn chất. Quá ok. Không, không dài quá gối đâu, dài tầm tới gối thôi. Em ơi, đầm này dài qua gối mặc sao mà trẻ được em. Đầm kiểu mặc dài qua gối thì còn trẻ, còn đầm loại này mặc qua gối không trẻ đâu em. Người ta may, người ta thiết kế lên cái mẫu này, người ta cũng có sự tính toán cả. Đầm thái mặc qua gối được, đầm này không qua gối. Đầm ngang gối hoặc là gần tới gối. Em lấy cái xanh min ok cho ông Ngân nè. Đáng đồng tiền lắm. Cầm một cái đầm, nó đâu phải đầm thun đâu. Nó không phải đầm thun nha mấy chị nha. Nghe kỹ giùm em nha, đỏ đô nè. Màu đẹp lắm luôn. Chuẩn tông đỏ đô giùm em ha. Đỏ nha, đỏ. Vàng, đen. Ai lấy màu nào chốt màu đó. Rồi em tiếp mẫu đi. Mới nói với ai lên cái gì quên rồi ta. Mã 2, ok chị. Màu đen có XL này Du Phương ơi. Du Phương ơi, màu đen có XL kìa. Đen. Dạ em để chị rồi. Em thấy chị comment mã 2 đây nè. Bây giờ mới thấy chị comment mã 2 nè. Bây giờ em mới thấy chị comment mã 2 luôn á chị. Còn lúc nãy là em không thấy luôn.
Mã 1 thôi, mã 1 thì em để chỉ đủ màu rồi. Dạ, mã 1, mã 2 để đủ size đủ màu. Bây giờ mới thấy comment của chị á. Thấy Châu Ngân nó chốt đầu tiên một thôi. Bây giờ mới thấy chị comment luôn nè. Đây này Du Phương. Màu đen XL nha, chất đẹp lắm. Chị Thu nè, chất đẹp lắm luôn bà con ơi. Chất siêu đẹp cho em luôn. Nặng tay muốn chết. Nặng tay mát mịn xịn sò. Chị nào lấy đen chốt mã đen nha. Sỉ 280 ngàn. Hàng nhập về nó đã đắt rồi. Nè. Plaza An Đông ngọc sỉ 280 ngàn nè. Rồi đầm rồi set, rồi cái gì nữa, 2 giờ lên cái gì? Hồng Kông. Rồi. Em lên cho mọi người vài mẫu Hồng Kông nha. Em không mua màu đen nữa, tủ quần áo đen nhiều quá. Đây. Set nha. Set Hồng Kông nha mấy anh chim ơi. Nó sỉ set này nè, có giá ngoài đây nè. Sỉ set này là 390 ngàn. Hàng Hồng Kông á, sỉ set này là 390 ngàn nè. Quần suông nha. Hết rồi, còn có hai set size M à. Lưng quần này có cái sợi dây vô đây nữa. Đó, nói chung là về mọi người tự thắt lại, muốn làm gì thì làm. Lót hết nha, quần suông nha. Nè, quần suông và áo nè. Mà này mang gót cao gót lên là đi hơi bị sang luôn, hơi bị chết luôn. Set nha mọi người, Hồng Kông em bán 235 ngàn set. Hồng Kông là 235 nha mấy chị nha, hàng Hồng Kông khỏi sợ đụng hàng. Khỏi sợ đụng hàng nha, nè mấy chị cứ chụp em như vậy mọi người chụp nè, hoặc là về có mã vạch đó mọi người chất ra. Chất quét ra là nó ra giá tem mạc hãng nào, nước nào, rồi ra giá, ok. Ta sỉ mà 300 mấy nó phải bán cho mọi người cỡ 400 rưỡi 500 hoặc hơn nha, vô bán 235 ngàn nè. Quần dài, quần suông, nó là quần suông, quần suông sọc suông thì mặc cho nó cao. Vải gì vậy em Lê Như? Dạ vải đẹp nha chị nha. Nó là một dạng mà em không biết luôn. Một cái áo này mà nó tới hai chất liệu vải luôn. Nè, ở đây là chất khác, ở đây là chất khác. Trong đây là lót hết nha chị nha, lụa. Nói chung là mẫu sang hàng Hồng Kông chị nha, size M. Size M, size M. Nhiêu ký mặc được? Dạ con này là size M, chị bao nhiêu ký để em biết đường em tư vấn size chị Lê Như. Size M giùm em nha. Nếu mặc cao, cao 1m6, trên 1m6 thì khoảng 56 cân là còn không thì khoảng cỡ 48 tới 53 cân. 48 tới 53 nha. Còn nếu mặc cao thì 56 kg. Đó là tính theo số ký, ước lượng theo số ký. Còn nếu mà tính theo vòng eo, vòng mông, mông thì khoảng 96 chị nha. Dạ mông khoảng 96, 98 gì đó đổ về chị nha, 90 tới 96, 96 đi cho đẹp. 90, 96. Mông thì 90, 96. Còn eo thì khoảng cỡ, eo khoảng cỡ 75 đổ lại nha. Eo khoảng cỡ 75 đổ lại mấy chị nha. Eo khoảng cỡ 75 đổ về thôi. 70 tới 75. Sang lắm luôn, khỏi sợ đụng hàng mấy chị nha. Không sợ đụng hàng, lỡ hiếm lắm. Hiếm đụng lắm. Đụng thì đụng đâu bên Hồng Kông không, chứ làm sao mà đụng ở đây được. Nó ấy về đưa về Việt Nam có nhiêu đây nè. Mà không bao giờ đụng giá là chắc chắn luôn rồi. 235 nha, set 235 nha mấy anh chim. Set, chị nào lấy set chốt mã set giùm em. Rồi tiếp mẫu. Set đó không có size L không nha, set đó không có size L gái ơi. Đầm bi em còn cái nè, đầm bi bán 100 nè, đầm bi dễ thương lắm, vải mát lạnh luôn. Đầm bi nha mấy chị nha. Đầm bi 175 ngàn. Mạc vàng, Hồng Kông mạc vàng đây. Hồng Kông mạc vàng nha, đầm bi có cái là tay bồng. Nè. Đẹp lắm luôn mấy chị nha, đẹp lắm luôn. Bà Tuyền lấy con này nè Tuyền. Xinh nha, bi thì mặc trẻ rồi. Có một cái em hết rồi á. Em hết rồi mấy chị nha, em hết rồi. Cỡ 48 cân tới khoảng 56 cân. Con này nè cỡ 48, 48 cân tới 56 cân. Cỡ như dâu, dâu cũng mặc được. Nhưng mà dâu mang dây lưng vô. Còn nếu mà không mang dây lưng thì nó sẽ suông 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 suông. Như dâu mà mặc á là cái phần eo nó sẽ rộng nên là dâu mặc suông suông. Còn nếu mà dâu mang dây lưng vô là đẹp hết. Nha mấy chị nha, là 40 cân tới khoảng 56 cân, 55, 56 cân là mọi người mặc đẹp con này rồi. Cổ vuông nó có bo trên đây rồi nên là không bao giờ sợ bị tuột, bị rộng cổ, ok. Tay bồng mà vải rất là đẹp. Vải mịn xịn sò đẹp cho em nha. Đầm chấm bi 175 nè.
Bi 175 ha, chị nào lấy bi chốt mã bi. Xinh nha. Để con mới gửi tí nữa dâu mặc lai cho. À bi cho chị Sương Bùi. Em hết rồi á mấy chị ơi. Hôm qua về tắt cho khách xong là còn mấy cái like hết mất tiêu rồi. Bà cho tôi coi lại phép cam hồi tối coi đây nè. Tôi nói bà nghe sai gì chị dâu hết rồi. Con này mà bà mặc không cưng nữa thì tôi thua cái gì cũng thua. Bà tách ra mặc được nhiều mẫu luôn. Mặc với quần sọt, quần tây, chân váy, quần jean, nói chung là tùy bà tách à. Vải đẹp lắm nè. Ôi vải thơm ghê luôn. Hàng mới hết nha. Mà vải thơm lắm. Lâu lâu mới có được cây vải nó thơm á. Cây vải người ta pha màu, người ta bỏ hương thơm hay cái gì đó nó thơm. Nè bà mặc bẹt vai, bà mặc có tay lên đều ok, đều xinh. Quần suông nha, vải đẹp lắm luôn mấy chị yêu ơi. Vải đẹp cực kỳ luôn. Em còn đúng set cuối nè. Sao cho mọi người coi kỹ được ta. Vải đẹp lắm nha. Còn không bộ đang cầm. Dạ bộ đang cầm đây là chị Như nè. Bộ đang cầm này là chị Như vừa nha. Bộ đang cầm này là chị Như mặc đẹp nha. Chị Như mặc đẹp em bán bộ này là 185. 185 tính ra là cái áo cái quần 100 ngàn, cái áo 85 ngàn là rẻ. Vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Nè. Áo 100 ngàn, áo quần áo 85 ngàn, cái quần 100 ngàn quá rẻ, quần suông có túi mà. Cái tông hàng cao cấp nó toàn quần suông thôi, bữa nay em lên toàn quần suông cho mọi người. Nhưng mà nó may form dài. Dạ quần suông mà nó may form dài, bởi vậy mặc nhìn chân cao lắm. Thứ nhất là chị nào mà chân gầy á, thì mặc quần suông là nó che khuyết điểm. Thứ hai á, chị nào mà chân bự quá mặc quần suông nó cũng che khuyết điểm luôn, người ta đâu nhìn vô đâu thấy đùi bự đâu, như là mặc quần ôm đâu. Mọi người nha, đâu giống như mặc quần ống đứng. Rồi, cho chị Lê Như hết nha, Tuyền ơi hết rồi. Lê Như lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Nè, để tí nữa coi còn sót con nào để cho bà nha Tuyền nha. Tại vì hàng về chưa kiểm hết. Bốc cọc 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 cho khách à. Phân mẫu ra xong bốc cọc 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 cho khách à mà chưa kiểm tra hàng. Tắt hàng cho khách rồi chưa kiểm tra xem còn sót set nào không. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị Lê Như nha. Bữa nay set toàn đầm suông thôi. À set toàn quần suông thôi. Chân váy cũng dài. Set cũng dài tại vì quần suông. Nó mặc quần suông mà dài thì mọi người lúc nào nhìn cũng chân dài cả đúng không? Mấy chị thấy mấy minh tinh không? Minh tinh Hồng Kông rồi mấy cái. Nói chung là người ta coi mấy cái chương trình ấy á, của người ta toàn mặc những cái form nó bay. Bay ở đây không phải là thiết tha yếu điệu đâu mà kiểu như nó đài cát một tí á. Dạ ok chị Lê Như nha. Lên địa chỉ giùm em chị ơi. Lên địa chỉ giùm em nha chị nha. Rồi tiếp nè. Set này đẹp nha chị Sương ơi. Set này đẹp nè. Trời ơi dâu. Tuyền lấy set này đi Tuyền. Set này nó sang dâu còn để lại dâu mặt kìa. Dâu còn mấy set thôi nha. Trời ơi ta nói cái set này mà không lấy thì lấy set nào mặc đây mấy chim ơi. Quần đẹp lắm. Dâu nói là hàng này nó toàn quần suông thôi. Không có quần ôm đâu. Được một set vest hôm qua là quần ống đứng. Còn lại là quần suông hết. Quần suông mà nó may form dài. Mọi người mang cao gót, mang giày thể thao. Nói chung là nó phủ cái gót của mình. Nhìn chân cao, nhìn hắc chân cực kỳ. Không tin em bây giờ mấy chị về mặc một cái quần suông dài với lại một cái quần suông ngắn. Hoặc là một quần suông dài với lại một quần ống đứng ngắn. Đó tầm ngang mắt cá vậy đó. Thì chắc chắn là cái con quần suông dài lúc nào nhìn cũng cao. Ok chị Lê Như. Rồi mã này là mã set sọc cho em nha. Vải đẹp, bao vải đẹp nè. Có túi hết nha mấy chị nha. Mặc tắt set nguyên set gì ok. Nè mặc con này với áo thun, áo ba lỗ, áo dây. Còn áo còn con này thì dễ rồi. Quần jean, quần sọc, chân váy gì cũng mặc được. Nói chung là mọi người cứ hôm nay đi thì mặc nguyên set. Rồi hôm sau đi thì mặc tách ra. Tự nhiên là người ta nhìn vô người ta thấy mình có nhiều đồ. Mà vải lạ lắm em không biết gọi là vải gì đâu mấy chị nha. Không phải thun đâu nha. Mát, co, giãn, mịn nhưng mà đéo phải thun. Không biết gọi là vải gì luôn. Mà sọc là sang rồi ha. Eo nó xếp ly xuống nhẹ nhàng xong nó có cái dây nó cột bên hông nữa. Khỏi sợ đụng nha, hiếm đụng lắm mà lỡ có đụng thì không bao giờ bị đụng giá là cam đoan luôn. Set 235 chị Hồ Tuyền ơi, hàng Hồng Kông xịn nha. Hàng Hồng Kông nha, em còn mấy set à. Dâu còn phải để lại dâu mặt là mọi người biết rồi. 235 nha. Bà Tuyền lấy con này đi, hôm qua bà khen con này đẹp nè. Nó không những sang, nó không những đẹp, nó còn sang nữa, còn trẻ nữa. Đây, nha cái tà nó đây nè.
nha, mà chỉ là nhỏ nhúng 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 nhúng, mặc vô thì mới thấy cái form nó. Quần suông dài, mang cao gót, sandal cao gót, gót mảnh, gót vuông, gót gì cũng được, mang thêm giày thể thao nữa, ok. Con này đâu đóng thùng đâu, sorry, đóng thùng rồi mọi người. Mặc con này đừng đóng thùng với áo này, tại vì nó che mất cái kiểu. Mà quần này mặc với áo khác thì mọi người đóng thùng đẹp, nhưng mà mặc với áo này thì đừng đóng thùng. Vải gì đéo phải thun. Chị dâu, dâu tư vấn bán hàng đúng chất. Test nha, ok. Bà mặc không trẻ không sang. Tôi tặng bà. Cầm cái chất của nó 235 ngàn nghe cao, nhưng mà thật sự hàng thiết kế mọi người mua cũng cỡ đó hoặc là đắt hơn rồi. Hàng này là hàng Hồng Kông, chất quần đẹp, chất áo cũng đẹp. Chất lắm. Dâu còn để lại set dâu mặt mà dâu size S mà dâu còn mặc size M còn ok luôn. Nó hơi hơi rộng tí cũng không sao. Nhìn nó đâu có bị rộng nhiều, nó nhìn nó cái kiểu nó. Set nha, chị nào lấy set cho em mã set. Ai mà hỏng trên váy công sở giống như dâu đang mặc thì chờ một tí nha. Trên váy như công sở dâu mặc hàng Dũng Sơn xịn sò. Hàng Dũng Sơn cao cấp xịn sò. Mà mấy chục thôi. Form đẹp, chất đẹp mà size to nữa. Đủ size tới XL luôn á. Nó không phải nằm ở giữa đâu nha mấy chị nha, đó nó nằm bên hông vậy đó. Không phải nằm ở giữa đâu. Con này là dâu đang mặc là size M. Tại vì mặc ngồi cho nó thoải mái mới ăn no xong mặc set nè. Nhưng mà set là eo nó nhỏ vậy nè. Đang mới mới ăn xong đang mặc size M cho nó rộng. Bụng dâu là bụng lò xo mà. Rồi tiếp nha. Em thì em không có đi hàng mà bây giờ nhất là đầm vốn cao rồi, vốn đã cao rồi mà đi mấy cái hàng bây giờ nó thịnh nhá, em lại không thích. Em hay đi hàng nó độc độc. Nè con này còn cái này chị Sương nè, con này là 175 ngàn. Con này là đầm suông nha. Đầm suông của Mạc Ca nè. Bây giờ cứ search Mạc Ca vô, sỉ đã 300, 300 mấy. Rẻ là hai trăm mấy á, sỉ á, này hàng Mạc Ca mọi người coi nha. Hàng Mạc Ca, tại vì em dạo này em lười bán đầm lẻ lắm, em nói thật. Em những cái khác thì bán lẻ nó còn được nha, nó có lỡ có tồn lại có rớt lại thì nó vẫn đỡ tại vì nó nhẹ vốn hơn. Còn riêng đầm bốc vô toàn 150, 160, hàng Hồng Kông là bốc vô hơn 200. Mà tồn 5 cái thôi là thấy mẹ rồi. 5 cái thôi là đã hết hơn triệu tiền vốn rồi. Em lười bán đầm lẻ lắm nên là đó giờ phải 3 4 tháng nay rồi dâu không lai đầm, lai nguyên lô đầm là mấy tháng nay dâu không bán á. Nay khách em hỏi nhiều quá. Khách sỉ đồ dĩ nhiều quá em mới bốc về bốc dư số lượng á. Còn em đầm là về bên kho gửi lô nào là em cho gửi video qua hoặc gửi hình qua là em chào sỉ người ta chuyên bán đầm á, em chào cho người ta ôm hết luôn. Trời ơi sang tay lời 5 700 1 2 triệu cho nó khỏe chứ còn like cực lắm. Rớt mẫu đồ nè, Mạc Ca nha mọi người, mọi người. Xét Hồng Kông có quần dài không chị? Xét Hồng Kông toàn quần dài không mà em, nãy giờ chị dâu like đâu có quần đùi. Xét Hồng Kông nãy giờ chị dâu lai toàn quần dài không mà đâu có mẫu nào quần đùi đâu em gái. Nha mấy chị nha. Nè, Mạc Ca nè. Cái này nó làm bằng dây dù xịn sò luôn chứ không phải là bằng 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 mũ như mình hay hay mua đâu nha mọi người nha. Xịn lắm luôn á. Rồi em còn con cái nha, suông đen có túi nè. Đi công sở, đi chơi, đi tiệc bầu bí ok luôn. Nãy giờ em không có coi hu hu. Bầu bí ok luôn nha mọi người nha, có túi, đi chơi, đi công sở thoải mái giùm em luôn. Size to nha mấy chị nha, con này là 55 cân tới 65 cân. Cỡ 55 cân tới 65 cân cho em nha, trên dưới 60 kg. XL form suông á, form suông nha. Chị nào mà dưới 50 kg thích mặc rộng thì 50 kg đổ về thì 55 kg đổ về lấy. Còn nếu mà không thích mặc rộng nhiều thì 55 kg trở lên hãy lấy nha. Hết rồi, còn có một cái hết màu, hết luôn rồi. Đầm đen như chị Sương nè. Đây nè bé Bảo Ngọc ơi cho em coi lại set này nha, còn đúng set cuối cùng. Còn đúng set cuối cùng nè. Đây đây là set của dâu đây. Nè, dâu để dâu mặt mà đẹp á, nó sang nó đẹp.
Còn một set cuối cùng đây nha, để bảo ngọc ơi, 235, chất cực đỉnh, chất mát mịn xịn sò. Áo thun đăng trên Facebook like chưa? Áo thun nào đăng trên Facebook ta không nhớ luôn á, đăng nhiều mẫu. Áo loang loang màu hả? Áo loang màu là hàng cao cấp rồi, áo loang màu là hàng hàng Quảng Châu, hàng hãng Quảng Châu, dâu đỏ con đỏ do bạn tới 179 hay 175 gì quên mẻ giá rồi. Tại vì chưa bốc chưa tắc sĩ xong nên là chưa like á, tối vô like nha. Con đó tới 175 hay 179 gì á, không nhớ. Nói chung là 75 hay 79 hay là 69 gì, nói chung là ít nhất là 169.000. Còn cao nhất là 179 là dâu không nhớ chính xác giá bao nhiêu. Hàng hãng á, đẹp ha, chất chơi luôn. Đây nha Bảo Ngọc ơi. Còn một set cuối cùng. Form đẹp, chất đẹp, mặc nguyên set, mặc tách set đẹp. Ok dùm chị dâu. Yêu quái nguyên mặc set này không, sang lắm. Mang cao gót cho chết lắm, tao cũng để lại mặc á. Sang cực kỳ, vải đẹp nha, quần đẹp, áo đẹp, mặc nguyên set, mặc tắt set đều ok dùm em. Nè nguyên set thì mọi người mặc áo thun, áo rớp tớp, áo gì đó, áo dây, áo sắc nách, áo ba lỗ, áo gì cũng được. Áo sơ mi kiểu cũng được, nói chung là tùy. Nè mặc nguyên set, mặc tắt set thoải mái nha. Đây là áo nè. Nó nhúng nhúng nhẹ phần eo, nó có này về mọi người cột lại cho gọn gàng. Mà vải đẹp nha, không biết gọi là chất gì đâu. Sang nha, cứ sọc là sang rồi mà được cái sọc dọc nữa. Quần ống sụt đúng rồi, hàng Hồng Kông không có quần ống đứng. Hàng mạc ca thì dâu bốc quần ống suông. Đúng rồi, quần ống suông, quần suông mặc mới đẹp. Đúng rồi, hàng Hồng Kông toàn quần suông thôi mấy chị ơi. Hàng Hồng Kông hồi đầu năm em, hồi đợt dịch á, đợt dịch mà dịch lần đầu tiên là hồi tháng 3 á, hồi tháng 3 tháng 4. Em bán live 3 năm rồi mà chưa bao giờ hàng Hồng Kông nó sale đâu. Chưa bao giờ nó sale năm đầu tiên, bây giờ là nó sale á. Còn một bộ đúng rồi. Còn một bộ cuối cùng nè. Hồi tháng 3 dịch đó là nó mới sale cho dâu được 300-400 set á. Xong là đợt dịch bùng thứ hai là hồi tháng 5, tháng 6 nó sale thêm một lần nữa, có 100 mấy set à. Nè, đợt này em lấy ok Bảo Ngọc. Đợt này cũng được hơn 100 set à. Mà hôm qua em tắt hết rồi, gần hết rồi. Quần suông nó mới sang. Đồ bà mặc là sao? Đồ bà mặc là đồ gì? Đồ dâu đang mặc đấy hả? Hồi bữa chị kêu Tiên mua quần đen áo màu. Hồi bữa chị kêu à hôm bữa chị kêu Tiên mua quần đen áo màu đẹp. Con Kiều Tiên là nó hot, nó hot hàng Hồng Kông của dâu cũng cũng hai đợt đó đó. Kiều Tiên á, Kiều Tiên nó mê hàng Hồng Kông mà, quần đùi Hồng Kông, à quên quần đùi nội địa nè, rồi đợt set Hồng Kông, đầm Hồng Kông. Nó hốt được nhiều á. Bữa nay chắc chồng dí rồi, sợ chồng biết mua đồ nhiều rồi. Dâm nha, dâm sang này yêu quái. Dâm Hồng Kông nè. Bán dâm 235.000 quần ống suông. Quần ống suông xong là cái ống của nó là nó đá nhẹ một tí xíu siêu hơi loe nhẹ. Hơi loe nhẹ nhàng thôi, trời ơi nó sang. Nhanh nhanh dữ, tao vừa về tới nhà. À về nhà rồi hả? Ngập mặt chưa? Nha, đẹp lắm. Đây là dâm nha mấy chị nha. Dâm nha. Dâm mấy chị ơi, dâm nè, tay bồng nè. Tay bồng nha. Dâm Hồng Kông cho em có túi quần suông dài. Suông dài xong ống quần nó hơi loe nhẹ một tí xíu thôi, rất là sang. Bà cứ kêu em mua của chị đi, đồ đẹp lắm. Em mới biết chị mấy nay lên, mấy nay lên chồng không dám coi like. Ổng nghe mua đồ on ổng la. Em vừa dâm không vừa, nặng bụng quá mày ơi. Đĩ ngựa. Rồi mang thêm cái beo nữa. Mang thêm cái beo vô nữa cho sang. Mang thêm cái beo vô nữa cho sang này mấy chị nè. Sang lắm, dâm nha, dâm Hồng Kông 235.000. 235 nha mấy anh chị ơi. Nè, nó bấm sỉ giá 495.000 nè. Có mã vạch trên đây mọi người chất luôn nè. Dâm sọc tay phồng nè. Dâm sọc tay bồng nè. Giá sỉ 495. Chứ giá lẻ đâu ai bấm trên bao ni lông. Dâu nói là giá lẻ người ta treo shop hay là người ta treo ở đâu đó, người ta cũng bấm trên mạc mọi người nha. Không ai bấm trên bao ni lông cả. Bao ni lông là dành cho sỉ. Sỉ giá sỉ người ta mới bấm trên bao ni lông. Có dây kéo đằng sau dễ mặc nha. Dâm sang lắm. Dâm nè. Em đặc biệt thích những quần, mọi người để ý nè. Em đặc biệt thích những quần, các chị để ý nha. Vì nó may như vậy là nó mất thời gian, nó mất công, mất nguyên liệu, mất tốn thời gian hơn. Những quần nào, kể cả quần tây, kể cả quần jean. Nè, nó may cái đường ở giữa chứ không phải là ủi ly nha. Nó may á, may đường ly ở giữa. Thì mọi người mặc lên lúc nào chân nhìn cũng thon, cảm giác cái gì nó cũng là tâm lý với cảm giác cả.
nhìn chân thon và dài hơn hơn là loại ủi ly. Mọi người nghe kỹ giùm em nha, đó nghe kỹ giùm em nha. Nè may ly á, nè may ly ở giữa vậy nè, quần nào nó may ly, quần jean cũng vậy, quần tây cũng vậy, nó may ly thì mặc cảm giác là tại vì nó có form hơn, nó đứng form hơn á, thì cảm giác là sẽ mặc nó chân thon hơn nha, chân thon mặc chân dài hơn là những quần nào nó không ủi ly hoặc là những quần nào nó chỉ ủi ly mọi người ha. Rồi giùm nha, sang mà giùm nha, chị nào lấy giùm cho em mã giùm đi mọi người, giùm 235 235 giùm em hả, cái gì may ủi dễ là sao, may ủi dễ là sao, giùm đó có co giãn không bà, không giùm này không co giãn, để full size này xem. Ai con này hôm qua ai chốt vậy, còn sót một cái này hôm qua ai chốt vậy trời, ôi con này hôm qua ai chốt vậy, à hôm qua chị Trang Thới chốt, Trang Thới xong còn của chị Thẩm chốt hả, phải chị Thẩm hôm qua chốt cái mã này mà em nói hết rồi không, giờ mới thấy nè. Hồng Kông, Hồng Kông đi mẹ chim ơi, Hồng Kông nha, cái con Hồng Kông vải đẹp lắm, một loại u mì rất là xịn, hàng Hồng Kông nè, cổ nó là cổ thêu nha, cổ nó là cổ thêu nè, đá nè, mọi người thấy đá Hồng Kông chưa, nó sáng quắc luôn mọi người thấy chưa nè, đá nè, nó cắt mà quá thì cắt luôn á, đá nó sáng choang luôn. Rồi cho dâu mã này là mã đầm xanh nha, mã đầm xanh nè, size tầm khoảng mọi người có thể là mang thêm một cái em vừa xanh đó không, hôm qua có màu xanh thì em không lấy, hôm qua có màu xanh dâu gọi thì không chịu lấy hết rồi không vừa đâu, con này khoảng cỡ 56 cân đổ về 40 tới 56 tại vì nó còn co giãn, nó dễ chứ 40 cân thì chị nào mà mang dưới lưng á khoảng cỡ 47 cân tới 56 cân thì mặc đẹp, cỡ size M với size L là mọi người mặc đẹp con này, 40 cân 42 cân như dâu thì nó hơi rộng eo thôi, thì là tại vì như dâu mặc thì dâu hay mang dây lưng, mẫu nào dâu cũng mang dây lưng cả nên là mặc vô không thể rộng eo, chị nào không thích mang dây lưng thì đừng lấy, còn nếu mà chị nào mang dây lưng nhỏ nhỏ xinh xinh vô cho nó có điểm nhấn, nhìn vừa eo nhìn vừa cao thì 40 cân là mọi người mặc được rồi, 40 tới 56 cân cho em nha. Nè Hồng Kông mạc vàng đây mọi người, từ từ nha, lên mẫu từ từ tại vì đầm nó đâu như áo đâu, lên sọt 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 mọi người đầm nè, đây thấy không nha, tay nó rất nhẹ nhàng, đầm đẹp lắm luôn mấy anh chị ơi, đi chơi đi công sở đi tiệc ok luôn, nó không hở nên là mọi người đi công sở được, đầm xanh cho mẫu hoàng OT, đầm xanh cho mẫu hoàng 175 thôi bé ơi, 175 thôi nha, nó xỉ con này đã 208 rồi, dâu bốc được con nào vậy, tại vì dâu lợi ích mà đi hàng độc không mà chị đi coi like cả ngày luôn, tìm like bán những cái đồ độc độc như vậy hiếm lắm. Rồi mã con này đẹp nè, sang này chị Sương này, con này sang nè, em có size ML á, size S mà mặc á thì mọi người mang dây beo vô, mang dây beo vô eo, vừa thứ nhất là vừa có điểm nhấn, nó bộ đồ nó sang hơn, thứ hai nữa là cảm giác là chân mình nó cao, nó dài hơn, mình cao hơn á nha. Con này thì sang rụng rời rồi mấy chị ơi, ôi bán có 175 ngàn chứ mấy mấy chị ơi, u mì Hồng Kông mạc vàng tay xếp ly bồng, u mì Hồng Kông mạc vàng tay xếp ly bồng nè, con này đẹp này, mẫu hoàng sang nè. Rồi ai lấy đầm đen cho vô mã đầm đen nha, ai thích mặc suông suông nhẹ nhàng thì mọi người cứ để vậy hoặc là form A nhẹ, còn chị nào thích ôm ôm một tí thì mang cái dây đai vô, nó đẹp chứ làm sao mà cổ tim nữa, cổ tim nha, cổ tim nè, cổ tim nè mấy chị ơi, đây tay bồng tay xếp ly xong là bồng nè, sang lắm. Đen nha, chị nào lấy đầm đen cho em mã đầm đen lẻ 175 ngàn con này, 175 nha mấy anh chị ơi, 175 đen cho chị xương bùi cái. Rồi em còn cái nha chị nào, coi không là lỡ lộn mẫu, đúng rồi đen em còn nha, chị nào lấy đen cho dâu mã đen đi, đen nha, chị nào lấy đen chốt mã đen giùm em mọi người ơi, ai lấy đen chốt mã đen giùm em ha, đen cổ tim nè, tay xếp ly bồng, đen nha, chị nào lấy đen cho em mã đen xếp, xếp sang xếp xịn, bây giờ là lên xếp nha, hết đầm rồi đó, hết đầm rồi,
Có, Tuyền đó, Tuyền lấy đi, Tuyền size L đó, size L Tuyền mặc mà. Co giãn tới 60 kg, size L á. Co giãn tới 60 kg luôn á bà. Tuyền mặc đi đẹp lắm, sang nữa. Co giãn mà khoảng cỡ 50 tới 60 kg mặc đẹp. Mặc vừa, còn cỡ 50 kg đổ về thì mặc nó hơi rộng tí. Thì mặc suông suông nhẹ nhẹ, mặc thành kiểu suông suông nhẹ hoặc là mang dây lưng vô. Như dâu hay mang là nó cũng vừa thôi. Rồi, like là dâu nói rõ như vậy. Còn cỡ Tuyền thì mặc vừa rồi, đẹp rồi nha Tuyền nha. Lấy đi 175 ngàn rẻ à. Rồi tiếp mẫu nha. Rồi mẹ ai hỏi áo thun kiểu kiểu gì ta. Dạ không, đầm cổ tim chị không vừa rồi chị Trang ơi. Buồn quá, đầm xanh dương nãy đẹp mà. Lấy đầm đen mà hôm qua con gấu gọi em không xem được. Ừ. Để Trương Thanh Tuyền, để chị hỏi kho coi khi nào nó có hàng này không, hoặc là nó sót sót cái gì không. Hàng này nó hiếm. Em lên set nha. Bây giờ em sẽ lên set váy trước. À, lên set quần trước. Set quần cho mọi người coi nó ngất cực kỳ. Lên set quần cho mấy chim ngất đi. Rồi set đầu tiên sẽ lên mẫu này. Trời ơi, set không nó đã xỉ 300 mấy. Bởi nó bán lẻ hàng ca, hàng mạc ca. Mọi người lên Google, bây giờ lên Google search nè. Mạc ca nè, mạc đen ca nè, nó ra toàn 5, 600, 7, 800 một bộ thôi. Xỉ là hơn 300 rồi. Chất đẹp lắm, form chất đồ quá đỉnh. Hàng mạc ca vậy nè mọi người nha. Đây, ôi yêu quái Nguyên ơi, lấy con này này yêu quái Nguyên. Nên nó là quần suông không? Quần suông, quần ống đứng, có cả ống đứng nữa mà sang lắm. Con này quần suông này Nguyên. Mà form áo rất là đẹp. Trời, ta nói là nó nè, áo còn lót bên trong nữa nè. Cái lớp bên trong này nó đã rất là xịn rồi, lụa xịn rồi. Lớp phía ngoài form đẹp cực kỳ luôn mấy chim ơi. Nó may nhiều đường ly lắm. Nó may nhiều đường ly để nè. Ở ngoài đẹp lắm, cổ tim nha. Tay bồng nói chung là rất rất là sang chảnh, đi tiệc nhức nắp. Mặc nguyên set, mặc tắt set gì đều ok cho em. Nguyên set tắt set gì đều ok cho dâu nha. Ở đây nó may nhiều đường ly nên là dễ mặc. Mấy chị tháo cái ly này ra là ai cũng mặc được rồi nha, chứ nó đâu có làm mất form cái gì đâu. Nó may nhiều đường ly lắm luôn á. Đó, mọi người chỉ cần tháo hai đường đằng sau thôi, đường đằng trước không cần phải tháo. Tháo hai đường đằng sau thôi. Nếu như mà không tháo để ly như vậy thì khoảng cỡ 52 53 kg đổ về. Nói chung là cỡ 40 tới 52 53 cân nha, đó là áo á. Còn tháo ra thì set này đang hot. Bên Big Size này chị, không, Big Size là hàng khác rồi em ơi. Dấu nói là nó đẹp từ cái quần, từ cái quần cho tới cái ấy, quần ống suông dài. Quần hàng hàng ca, hàng mạc ca và lại hàng Hồng Kông là quần nó form may dài lắm. Dạ đúng rồi, nó không may lửng. Quần suông may dài đấy là các chị mặc cao gót, nó phủ gót mình nó sang. Chứ bình thường là cao trên 1 m, 1 m 6 thôi là đã muốn quần nó hụt rồi. Con này cao 1 m 6, 1 m 65 mọi người mặc vẫn đẹp cho dâu, vẫn dài cho dâu nha. Sang lắm, chứ lưng cao xong là dài nữa nên là nhìn cao. Thứ sáu tuần sau hãy gửi ok nha. Nè dâu có size M à. Con này là size M nha mấy anh chim nha, size M. Chị nào mà trời ơi coi cái nút này mấy anh chim ơi. Ôi trời ơi nè, thấy cái nút nó còn sang như vậy á. Em bán set này cho mấy chị. Nguyên set, tắt set nguyên set được, đi ra ngoài áo này mua hơn 200 rồi. Áo này ra ngoài là mua hơn 200 rồi. Quần này chắc cũng cỡ 180 là bình thường. Vải nó đẹp mà, vải nó quá đẹp đi. Vải nó, bởi vì hỏi sao mà một set nó không xỉ 300 mấy, 400 mấy một set. Nha mấy chị nha, em bán set này cho mọi người là 195 ngàn. 195 nó rẻ hơn là người ta nó bán lẻ một cái áo. 195 nha, ít là được 3 set thôi à. Có đâu nó sale nhiều được 3 set nha. Cái này mang thêm cái dây nịt vô eo nữa đẹp ha. Cái này nè, cái con áo nó may như vậy nè, mang thêm cái dây nịt nữa là đẹp xuất sắc luôn. Sang luôn. Mọi người mặc nguyên set, mặc tắt set đều ok. Mặc nguyên set, tắt set đều ok nha. Cái kiểu tay xếp ly bồng nó cũng lạ nữa. Không có sai em đâu Du Phương. Không có sai em nha. Không có sai em nha. Nặng tay đẹp xịn sò lắm luôn mấy chim ơi. Bao sang chảnh, bao thần thái ngút ngàn. Xét nha. Xét xét xét. Cái tay nó may bồng nè. Nãy giờ ra ngoài không xem được nè. Cái tay nó may bồng mọi người thấy không? Đẹp không? Cái tay nó may bồng nè. Đó. Bồng vô tay mình nè. Cái tay nó may bồng mấy chị nhìn nè, đẹp không? Xét nha, dây kéo đằng sau dễ mặc. Xét nha chị nào lấy xét. Quần này nó nặng ghê, bình thường em bán quần là đã đẹp rồi.
Hỏi chị không biết à? Hả? Chắc lên đồ đẹp không quá, đúng rồi. Hỏi chị không biết à là sao? Chắc lên đồ đẹp không quá. Nó comment rồi tao đọc cho hiểu ý nghĩa được. Size đen nha, không có size bự. Rồi. Thêm một set thứ hai. Màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Con này là nó 5 màu luôn. Chúng ta nói nặng tay. Xịn. Đỉnh lắm. Bán like mấy năm trời. Qua tay rất là nhiều mẫu rồi. Qua tay nhiều mẫu, nhiều chất rồi. Nhưng mà chưa bán qua chất này bao giờ là mấy chị biết. Nó có sale ra đâu bán. Nó có sale ra đâu bán. Bình thường xỉ toàn 300 mấy sao bốc nổi. 300 mấy rồi bán nhiêu. Nè. Chất đẹp quá. Không biết gọi là chất gì luôn á. Bán nhiều lắm luôn rồi mà mọi người coi chất nè. Một cái chất lụa như thế nào đó, không không biết luôn. Người ta gọi là lụa gì em không biết đâu nha. Xem giày size mấy vậy mẫu hoàng ơi, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nè. Áo nó sang cực kỳ. Đây, nó là quần suông dài không à. Quần suông dài không à mấy chị ơi, toàn là quần dài, đã suông rồi còn dài nhìn cao nữa. Nha mấy chị nha, có túi. Mà túi may gọn lắm, túi may khéo lắm nè. Bởi hàng cao cấp là phải rồi. Chỉ là tịt màu luôn, xịn sò luôn. Đây là cái áo nè. Chọc chơi không giận nha. Không phải mà chị dâu chưa hiểu cái nghĩa chứ không phải là giận. Ai hơi đâu giận. Mặc nguyên set, mặc tắt set gì đều ok hết nè. Cổ V á. Đó, mặc nguyên set này. Cổ tim này, cái tay nó là may bồng bồng. Dạng nó kiểu như là sao ta, nói chung là tiểu thư đồ, kiểu đại cát đồ một tí, nói chung là đẹp. Đây nha, đây là cái phần ngực nè. Nè, phần ngực của nó đây là may như vậy nha mấy chị nha. Đây là phần ngực nó may như vậy nha. Em vừa không màu hồng, size L thì áo thì vừa chắc rồi. Size L. Size 39. Size L áo thì vừa rồi, còn quần thì vừa không ta. Eo em bự dễ hả? Du Phương chị thấy eo bự lắm đó. Em bán set 195 ngàn mọi người, chị Hồ Tuyền. Rồi Du Phương ơi, để vô mặc size L cho em coi nha. Chị vô mặc size L vô cho em coi nha. Chứ cái mông nó sao mà mông em, mông mông nhỏ bạn chị là mông. Chị giận vô thôi cứ. Có size nè, bự lắm nè. Em kéo là nó tuột lút luôn á. Rồi nè, em kéo cho mọi người coi nha. Eo vô đang là 68 nè. Eo vô 68 mà nó đây là nó khoảng cỡ mười mấy phân nữa đó. Eo cũng cỡ 80 rồi, size L eo 80 tám mấy rồi nè. Form đẹp nè mọi người thấy không? Bước đi không bao giờ bị đùng mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Em mặc tượng trưng lên thôi, em bóp eo lại á. Nè. Nó không bao giờ bị nè ngồi xuống nó không 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 ấy nè, thấy chưa mọi người thấy chưa? Em đang mặc là con này là size. Bảo Ngọc ơi lấy con này nè, Bảo Ngọc đẹp lắm Bảo Ngọc. Nè, nó không bị đùng. Nè bóp đằng sau đi. Đó mọi người thấy chưa? Không bao giờ mà bị nó nhúm nhúm nhăn nhăn đồ lại á. Form đẹp lắm nha, em đang mặc con này là size lớn luôn á. Dài. Du Phương ơi vừa nha, size L nè. Trời ơi quần suông thì không lo đùi to bà, nãy giờ tôi sợ cái eo à. Set đen có ai lấy áo không, mình lấy quần. Đã nói là quần suông không bao giờ Chị sợ ơi, chật đùi cái ơi. đơn hàng đó. Giao hàng gì em? Dạ, cái đơn hàng của Mai Trúc Mai đó. Có thu không em? Dạ không. À rồi chị phải rồi, ok. Quần suông là không bao giờ chật đùi em nha. Quần suông là không bao giờ sợ chật đùi. Ok. Nè. Đùi 62. Trời ơi. Quần suông là không bao giờ chật đùi em nha. Em không thích ống suông lắm. À dâu thì quần ống suông không, tủ dâu là toàn quần ống suông thôi. Xét hồng cho chị Hồ Tuyền.
Có màu đen, đỏ, đô, vàng, hồng. Chị Sương Bùi không thích xét hả? Sương Bùi không thích xét hả chị? Đẹp á, áo đẹp lắm, mặc lên form cưng lắm. Kiểu nó sao ta, nó bay bay, nó kiểu như là nó, em là không, chị nào mà thấy em mặc quần ống đứng là hiếm lắm, ngoài chồng em thôi. À không thích set hả? Set nha, chị nào lấy set chốt set cho em. Vải nó lạ, vải nó rất là lạ nha. 195 ngàn nặng tay. 195. Quần suông là không bao giờ sợ chật đùi mấy chị nha, yên tâm. Nè màu vàng này đẹp chưa? Vàng sang ghê luôn. Màu vàng sang ha. Không để giờ thay ra mặc, mặc bộ đồ này lên luôn. Tắt xét nguyên xét mặc thả, mặc đóng thùng gì cũng được à. Không có ông đứng đâu. Hàng này nó ít làm ống đứng lắm, ống suông nó sang, dễ mặc. Vàng, đen, hồng, đỏ, trắng, có cả màu trắng nữa. Tiểu thư cực kỳ. Rồi lên cho mọi người xét váy nha, lên xét váy xong là em qua. Xét váy đi. Lên xét váy xong là em qua chân váy công sở. Mai đi, mai chắc đầm về thêm. Xét đây lại xét tiếp rồi. Châu Ngân ơi, chị dâu nói là, dâu nói là mấy chị mà mua những set như thế này em nhá, qua cho mọi người coi hàng cúc nè. Tại chân em như que tăm thì thích quần ống suông. Không, không phải, không phải, tại chân em như quan tâm em mới thích quần ống suông, mà từ đó tới giờ cái tính em nó như vậy rồi. Cái thời mà 204 là bao nhiêu ta, 16 năm về trước là 204. 204 là 16 năm về trước, 204 là dâu đang học lớp 10 á. Mà cái thời đó làm gì đã thời trang đấy đâu. Vậy á mà trong trường ai cũng mặc quần ống đứng cả, mà một mình dâu mặc quần ống suông. Vì ngày xưa đi học là được chị gái dạy dạy cho may đồ á. Hồi xưa là đi học là tự may đồ á, chỉ có áo dài không biết may là đi tiệm may thôi. Nhưng mà đi tiệm may cũng chỉ cho người ta may số đo làm sao, rồi cái kiểu đó làm sao. Chỉ người ta chỉ đi là mình chỉ mua vải áo dài, cũng đi lựa xong tới là người ta may áo dài đó. Còn hồi đó là áo sơ mi là cắt được, may được, quần tây cắt được, may được. Hồi đó không mặc quần ống đứng, mặc quần ống suông. Mà mười mấy năm về trước là đã thích mặc rồi, đã tự tự nghĩ ra, tự nhiên cảm giác mình không thích mặc gò bó. Nè cho mọi người coi cả nút nha. Đấy, mặc đồ xịn biết được người ta sao mà thấy nó bán 5-600 ngàn một set. Mà mình nói chỗ 5-600 ngàn, mình mua bộ trăm mấy 200 là đã đẹp lồng lộn rồi, mà sao mua 5-600 ngàn. Bây giờ mình bán hàng xịn á, mà nó sale ít à, nó sale có mấy set à. Tại vì nó mới biết xịn cỡ nào. Mọi người coi nè, rõ không ta, coi cái nút của nó nè, coi hàng nút của nó này rất là lạ luôn mấy chị nha. Rồi này, hoa văn nó làm cầu kỳ lắm mấy chị ơi. Rất là xịn giùm em luôn ha. Hoa văn nó làm cầu kỳ lắm, làm đẹp lắm. Bằng kim loại chứ không phải bằng mũ. Set là 195. Mua set rất là lời. Tắt được, mặc được nhiều kiểu tắt được mà. Áo quần chất đều đẹp. Chân em nói là áo này là lụa. Chân váy này cũng là lụa luôn, nhưng mà lụa nó lạ lắm. Chưa bán qua mấy chị nha. Cho mọi người coi set màu xanh. Nè hàng mặc ca này. Tay nó là tay rũ á, đi chơi đi công sở ok nè, đẹp quá. Này chân váy này đẹp mê hồn. Ai ưng lẻ thì em bán lẻ, con này ưng lẻ thì bán lẻ. Trời ơi nặng ghê chứ nè, cầm một cái chân váy mà nó xịn hơn cầm hai cái đầm. Vậy cắt nút cho em nha, set em vừa không, set không có sai em đâu.
Ôi chân vậy dài luôn nè mày chết nè mày chim ơi. Đẹp quá chân vậy dài nha. Dễ gì mua được chân vải dài và chân vải kiểu dài mà vải xịn như vậy. Chân vải ngắn thì muốn mua lúc nào cũng có. Mấy chị muốn mua chân vải ngắn nhà em lúc nào cũng đầy. Chân vải dài không có. Đó, mặc nguyên set, mặc tắt set về tùy ý tắt đồ phối. Ai mua lẻ em bán lẻ cho, ưng chân vải thì em bán chân vải, ưng áo thì bán áo. Nha mấy chị nha. Ưng cái nào thì bán cái đó. Set nha, set set set. Đang tìm chân vải trắng như vậy không vừa rồi. Không vừa rồi bé ơi. Không vừa rồi. Hả? Qua gối không chắc chắn là qua chứ em. Chân vải dài thì mắc cá mà. Trời ơi nó hỏi hỏi điệu dâu kìa. Chân vải dài thì mắc cá, chân dâu cũng không biết qua gối đâu. Không biết là qua gối hay không nữa. Nè, cầm một cái chân vải này mấy chị ơi. Còn không thì bán áo cho, ai mua áo thì em bán áo cho đây nè. Áo nha mấy chim nha. Áo. Chị lấy áo không? Chị nào lấy áo này em bán áo cho mặc ca lụa xịn sò. Nha mấy chị nha, áo bán cho mọi người 80 ngàn. Chân váy là 115, xịn lắm. Áo kiểu ca này 80 ngàn là rẻ rồi. Lụa xịn sò. Đi công sở thì cài thêm cái tác nhẹ nhẹ bên đây nè. Còn không thì cứ để vậy thôi. Lụa xịn sò luôn. Con này hình như có màu á. Đúng không? SML mấy chị nha, set là có SML. SML giùm em đẹp quá, làm cầu kỳ quá. Nó không phải làm hở đâu, thường thường chân váy người ta cài nút là mọi người sợ bị hở. Nhưng mà con này nó không hở tại vì con này nó may trong đây rồi. Nó may trong đây rồi xong là nó làm thêm một đường nút ở ngoài nên là nó không bị hở nha. Không bị hở. Nè, đẹp quá à. Chân váy trắng dài. Chất lạ lắm, chất xịn lắm. Lên màu này nữa nè, có màu này. Giận tím người. Em lấy lẻ đi, lẻ áo đẹp nè, áo lẻ đẹp luôn, áo màu hồng nè. Trời ơi, cái đó nói là cầm cái con nào ra cái con đó. Áo 80 ngàn quá rẻ. Hàng xịn. Form đẹp, mấy cái hàng này form đẹp. Đây. Màu đẹp không? Áo hồng nè mọi người. Áo hồng cho em nha, vải mát lắm, lụa lụa xịn. Sau này chị dâu gửi giao hàng nhanh rồi. À chị dâu gửi đổi dịch vụ khác giao hàng lẹ lắm. Đổi dịch vụ khác giao hàng rất là lẹ. Nè, màu đẹp không? Mọi người nè. Nguyên set tắt set gì tùy ý nha. Ai muốn mua lẻ thì mua lẻ. Mua set thì mua set, áo là vừa nha Du Phương. Áo thì em mặc vừa mà. Áo là bao vừa Du Phương ơi. Áo là bao vừa nha. Áo size L là bao em vừa luôn. Chân áo là bao vừa nha. Còn chân váy là chị dâu mông với đùi không lo. Sợ eo thôi. Chân váy thì không lo mông với đùi. Trời ơi chân váy đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Em nói cái chân váy này ra ngoài mua cỡ 250-300 là rẻ đó. Chất đẹp mà nặng tay mình. Ai mà hỏng chân váy thì chờ tí nha, hỏng chân váy công sở nè. Mông với đùi thì không lo, thì lại lo qua cái eo. Đó là tại em to chứ không phải đồ tại đồ chị dâu nhỏ. Eo Du Phương có 76 à. Sắc đẹp quá à. Đây. Nó làm kỹ ha, hai ba bọc luôn. Mát đẹp không tì vết luôn mấy chim ơi. Lụa xịn lắm, dâu nói là lụa này dâu chưa bán qua bao giờ mấy chim ơi nè. Để dâu chồng thử cho em coi nha. Cái nút nó xịn ghê luôn, nút ưng này về tắt xếp. Nè, làm kỳ công chưa? Vướng váy. Nhét váy luôn. Này là size L rồi, nó chà bá luôn. Trời, nó size L là mặc tụt luôn mày chim ơi nè, size L nè.
Size L nó rộng lắm, size L em đang mặc đây. Size L em đang mặc rộng chắc cả 10 phân luôn á. Size L em mặc rộng là trên cả 10 phân luôn á mấy chị ơi. Thấy chưa? Size L em mặc là rộng cả 10 phân luôn, là chưa cài nút. Ở đây là nó không hở đâu mấy chị nha, nó không hở nè. Thấy không? Không hở nha, nó may cố định rồi. Đây là chưa cài nút. Chân váy vừa đầu gối à chế nhiều. Chân váy vừa đầu gối mẫu như dâu đang mặc nè. Chân váy vừa đầu gối giống như dâu đang mặc đây em, công sở nè. Bữa nay mặc đồ rộng á, cái nào cũng rộng. Tại vì mặc tới size M là. Chân váy dâu đang mặc nè. Chân váy dâu đang mặc bán mọi người 99.000 chân váy công sở. Trên này công sở dâu đang mặc vải đẹp có kèm khoen, nhưng mà không phải ở giữa nha. Con khoen này là nó mặc một bên đó chứ không phải là dâu kéo. Dâu kéo nó lật đâu. Tầm vừa qua gối hoặc tầm ngang gối thôi. Trên này công sở. Có size nha, dâu mặc là có size. Rồi có màu đen nữa nè. Rồi. Qua chân váy cho mọi người nha. Vô lại giùm em đi, em tắt like vô lại giùm em cái đi. Dâu đứng xa ra em thấy form nha. Form đẹp rồi bà. Form đẹp nha, vừa qua khỏi gối. Tại vì dâu 1m56. 1m56 là vừa qua khỏi gối thôi. Đó, người ta mặc đồ giống như công sở chưa, giống dân văn phòng chưa. Hết set quần dài hả chị? Đúng rồi, set quần dài chỉ có một set thôi. Set quần dài chỉ có một kiểu đó thôi. Mà em không lấy thì thôi. Em không lấy là hết rồi. Đầm beo sang này chị Sương. Hàng Hồng Kông á. Hàng Hồng Kông nha, beo sang lắm. Em hết rồi, em còn có về được có mấy cái để lại mặc hết mẹ em cái rồi. Sang lắm chim ơi. Đây. Con này tối hôm qua vô ướm vô like á, đẹp vô mặt like á, đẹp nè. Mọi người này, ở đây là nó xếp ly xuống nè. Ở đây là nó xếp ly nè. Đó, xếp ly xuống nha. Dài mang cao gót lên sang chậm lắm. Mọi người mang thêm cái dây beo vô. Một là mang dây beo vô, còn hai không cần mang dây beo cũng được. Mọi người mang thêm mấy cái cài á. Một là cái cài dây rủ rủ xuống từ vai xuống. Hai là mọi người mang cài ngay ngực thôi. Nha mọi người nha. Beo nha, 235 hàng Hồng Kông. Đầm beo nha, 235.000. 235.000 nên chị nào lấy beo cho vô mã beo. Thấy không, thấy form chưa? Nói là chân váy công sở thì yên tâm về form nha. Chân váy công sở là form với chất và giá đẹp. Con này vô mặc size S thì sẽ đẹp hơn. Tại vì vô đang mặc size M. Mới ăn xong nó no á. Đó, mặc size S thì sẽ đẹp hơn. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Form rất là đẹp. Form đẹp nha. Xịn, chất đẹp, mặc thoải mái, 95.000. Bán cho mọi người. Ủa, à thôi 95.000 đi. Chân váy công sở nha, chị nào lấy mẫu dâu cho dâu. Có một mẫu này màu xanh nha. Chị nào lấy chân váy dâu mặc cho dâu mã, chân váy dâu mặc kèm size. Một màu, chân váy dâu mặc là một màu. Màu đen có XL này Du Phương. Hai màu. Mà màu đen được có một cái XL luôn. Một cái mà màu đen này không biết mẫu giống không. Đẹp lắm, chất đẹp lắm mấy chị nha. Rồi màu đen size XL. XL cho dâu nha, 60-65kg. Màu trên váy màu trắng đi chị. Trời ơi con mẹ này, công sở không ai làm màu trắng cả nha. Công sở là không ai có màu trắng đâu. Công sở mặc màu trắng nhìn ghê bỏ mẹ ra. Vừa dơ vừa phối đồ khó. Công sở người ta ít khi làm màu trắng lắm. Hiếm. Hiếm lắm luôn. Toàn là màu nữa bà. Ờ ok nha. Rồi mã này là mã màu đen size XL nè. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp lắm nha. Có một cái màu đen duy nhất thôi. Vải đẹp lắm nha. Không biết gọi là vải gì á. Hàng hãng Dũng Sơn. Không biết gọi là vải gì. Đen size XL cho dâu. Trắng là đi chơi thôi chứ. Trắng mấy chị đi công sở. Người ta là chừng khi nào mà đi công sở mấy cái form này. Bà nào mày có làm... Nói chung là công sở người ta mặc màu đen không, đa số là đen hoặc nâu hoặc xám, đỏ đô cam rồi vậy đó chứ còn trắng ít lắm.
hiếm hiếm hiếm. Mẫu này đen nha, 95.000, lấy được rẻ rồi bán mọi người rẻ. Chữ form với chất nó thì ok rồi. Em lấy vô mặt màu xanh, phải khui ra mới biết size nữa, kiếm size được. SML, màu xanh là SML nha mấy chị nha. Có em nha, có mà chưa bốc tới. XL, màu xanh này là dâu có size SML XL, xanh là đủ size luôn á mấy chị ơi. Màu xanh này là đủ size nha, SML XL. Màu đen là có một cái XL à. Lần đầu tiên mà chị thấy em áo chị mặc nhiêu, lần đầu tiên màu đen dễ mặc. Không, lần đầu tiên dâu thấy Du Phương hỏi chân váy mà màu trắng công sở, dâu em kiếm chân váy trắng công sở hay là chân váy trắng như nào Du Phương? Em kiếm chân váy công sở mà màu trắng hả? Lần đầu tiên là dâu thấy. Chưa có một khách nào, dâu bán khách công sở nhiều mà chưa có một khách nào hỏi dâu công sở, chưa có một khách nào từ phó hiệu trưởng, từ giáo viên, từ văn phòng làm giám đốc, làm trưởng phòng này kia khách dâu á. Chưa có một chị nào hỏi dâu chân váy màu trắng công sở, dâu nói thật. Chưa bao giờ có một chị nào luôn, lần đầu tiên dâu thấy á. Hồi đợt được có hai cái màu trắng về chờ ế lên ế xuống, chừa lại cái mặt đang còn trên tủ kìa. Áo vô mặt có màu này, cho coi cọc màu này, tối nãy hỏi vô mà vô chưa. Quên. Cho Bảo Ngọc coi áo vô mặt có màu nha, áo vô mặt bán mọi người con này 75.000. Trên váy màu trắng hôm qua chị dâu like nhiều thi. Có quần nè, trên váy màu trắng có size nè, SML, XL nè. Có lót quần phía trong, có túi luôn nè. Đi công sở vẫn được. Đi công sở là mọi người làm văn phòng đồ thì đi công sở được. Còn nếu mà làm giáo viên cũng là công sở nhưng không ai mặc cả. Làm bên phường, bên ủy ban, bên này kia thì không ai mặc ngắn nha. Nó là trên váy form A, nó nửa đùi rồi, nó cũng không phải là ngắn ngủn. Công sở mà giống như là làm công ty rồi làm gì đó thì vẫn mặc bình thường. Nhưng mà làm giáo viên hoặc là lên làm bên ủy, bên đoàn, bên gì đó là nó không phù hợp, không thích hợp nha. 65.000 thôi, vừa có quần vừa có túi. Con này có size nhỏ nha mọi người. Con này vô like hôm kia, buổi trưa ngày hôm kia. Lấy em chân váy chị mặc với áo chị mặc luôn, size 57kg, 1m56 nha chị, 57kg. 57kg là mặc size L em. XL là sợ rộng đó bé ơi. Áo chị mặc màu đen luôn á hả? Dâu để cho em rồi, để màu trắng cho em rồi. Tay lề của Đại Ngọc đẹp mê ly, hàng Dũng Sơn mà. Vua Phương Uyên, à quên, Tố Uyên, chờ chị dâu tí nha. Lên màu khác á. Lên màu khác.
Sao em thấy chị mặc vừa y size mặc vừa ta mẫu nào em? Chân váy là có nhiều size mà. À áo chị vô mặc có size không? Có chứ nè, chỗ râu vô mặc rộng như vậy mà em. Tôi yêu nói vô mặc rộng như vậy mà, thấy chưa? Nè. Sao mà vừa, tại vì đóng thùng thôi. À, mặc cái size M mẹ phải là mặc size S thôi. Mặc qua size S, mặc size M rộng. Vô mặc nè, thấy chưa em gái? Vô mặc vậy sao vừa? Nhưng nói chung là đóng thùng thì nó vừa, với lại vô thích mặc rộng. Thủy đoàn đồ em chưa đi nha, Thủy đoàn nó chiều chị dâu đi. Chiều đi nha, áo vô mặc có nhiều màu đẹp mà, 75 ngàn cái. Cho mọi người coi màu xanh, màu đẹp nè. Màu xanh nè. Màu hồng này, màu nào cũng đẹp cả, màu trắng. Xanh, hồng, trắng, đen với lại màu cam. Cam, trắng, hồng, xanh, đen 75 ngàn cái nha. Ai lấy màu nào trước màu đó. Này áo vô sao mặc rộng. Vì vô mặc vô kéo xuống á, kéo xuống nhiều á. Ở phía trong này kéo xuống nhiều nè. Cho nó kéo xuống nó ôm á, nó sát nó ôm. Vậy nè. Đó. Kéo xuống như vậy thì nhìn nó không rộng mọi người thấy chưa? Nè. Còn lúc nãy mà kéo đóng thùng nhẹ nhẹ thôi, đừng kéo kéo đừng kéo thấp, đừng kéo mạnh quá thì nó rộng rộng rộng, mà kéo xuống thì nó ôm thôi. Trên váy thì nó ôm tí nữa. Đấy. Không, áo vô mặc 62 kg không có nha. Nè, cam đây. Đẹp mà. Vải đẹp 75 ngàn. 62 kg cao bao nhiêu vậy bé Thủy Đoàn? 62 kg cao bao nhiêu vậy? 75 ngàn nha, màu đẹp nè. Vải đẹp, màu đẹp. Bốn giờ mấy rồi ta? Trên váy tối vô like nha, giờ like cam cho tầm chừng đi tối. Em lên cho mọi người 2-3 mẫu lẻ nè. Em nghỉ đi đón con. Đi đón con 4 giờ mấy rồi. Giao hàng gì anh? Có tiền ship không? Tiền ship không vậy? Ship 70 hả? Ship 70 hả em? Ok. Mét 65 vừa nha, áo hồng. Cam chúc duyên áo hồng. Áo hồng đây nha, chúc duyên áo hồng là màu này. Quần trắng, quần gì á chị treo trên sàn á, quần trắng hả? Quần trắng là quần kaki jean đẹp lắm. Gần hết rồi. Còn 2-3 cái gì thôi à. Quần nè. 195 ngàn. Quần nha. Hai túi đằng sau và hai túi đằng trước, túi xéo đẹp luôn. Quần nó là kaki jean, lưng của nó đây. Đẹp nha bé, rất là xịn. Ok nha, chị nào lấy trắng chứ dâu mã trắng. Có đen nữa. Này có màu đen nữa. Trúc Duyên ơi, màu hồng đây nha em. Trúc Duyên lấy màu hồng này đúng không Trúc Duyên? Màu đẹp ha. Đi công sở. Đi chơi đi công sở gì cũng được à. Hồng nha, chị nào lấy hồng cho em mã hồng. Ai 62 cân vậy? Thủy Đoàn bữa nay 62 cân hả?
62 cân 1m65 mặc vừa nha Thủy Đoàn. Áo chị dâu đang mặc 62 cân 1m65 mặc vừa. Nó rộng mà. Rộng em ơi, rộng. Hồng nha chị nào lấy hồng cho em mã hồng. Phải mã này không Trúc Duyên. Có mấy mẫu lẻ 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 ít ít đó em lên đi rồi nghỉ nha, nghỉ đi đó, đón cô đã. Tối lai sau. Đây mấy chị ơi. Cái màu cam này à, hết rồi, màu cam hết rồi nha, vô chỉ còn trắng đen xanh hồng. Trắng đen xanh hồng. Nè đẹp nè. Chân váy xếp ly nha. Có quần. Đúng rồi, thắt nơ mô riêng nha, thắt nơ mô riêng, nơ này là 69.000 kèm hộp đẹp. Tem mạc, kèm tem mạc, kèm hộp xịn sò lụa Quảng Châu nha em nha. Thắt được nhiều mẫu lắm. Làm khăn nè, thắt túi sách nè, thắt cổ nè, thắt cổ. Chị dâu để cho em màu đen rồi tụi. Ủa em lấy màu đen nữa hả? À vậy là hết đen rồi, hết. À hết đen rồi nha Tối Yên nha. Màu đen là của Thủy Đoàn chốt trước em rồi. Cho em cái màu đen thắt nơ nữa. Mua riêng. Thủy Đoàn chốt đen trước em nha Tối Yên, vô còn màu màu xanh đi, màu xanh đẹp mà. Lấy màu xanh đi. Còn nhiều mẫu sơ mi lắm, tối vô like cho coi. Một hai mẫu gì đó nha. Chân váy đẹp nha. Thắt cổ nè, đúng rồi. Chân váy đẹp nè, bán cho mọi người con này 79.000. Bao đẹp 79.000. Chị nào mặc size này lấy cho em nha, size M. Size M nha, 79.000 mọi người. Có quần. Size M 79.000. Size M 79.000. Ai lấy chân váy chốt mã chân váy giùm em. Không không. Size M 79.000 nha, chị nào lấy M cho em mã M. Chân váy đẹp này. Đỏ đô bò cam gạch cam đất. Đỏ đô bò cam đất, con này đẹp lắm này Tô Uyên ơi. Chất đẹp lắm, không biết gọi là chất gì luôn á bay ơi. Không biết gọi là chất gì luôn á ta ơi. Xịn hơn cả u mì, co giãn dày, co giãn giống u mì mà xịn hơn cả u mì nhiều. Không biết chất gì luôn. Đi chơi đi công sở đều được nha. Nè, chân váy nha, đẹp quá à. Có size M và size L. Co giãn lắm. Chân váy này thì size L là Du Phương vừa. Co giãn nha. Chân váy này là Du Phương vừa size L nè. Đi công sở được, nó gần tới gối, nó không ngắn, nó gần tới gối nha mấy chị nha. Nút là nút bọc mà vải đẹp lắm luôn. Nó dày giống như u mì luôn nhưng mà nó không phải u mì mọi người. Em có màu vàng, màu cam và màu đỏ. Vàng, cam, đỏ. Nè, đẹp quá. XL nè, cái vàng là XL nè, màu đẹp quá. Cái vàng là XL nha. Nè, thấy không? Bao trẻ bao đẹp luôn. Công sở thoải mái, dài gần tới gối luôn. Dài gần tới gối nha, có một màu vàng thôi, rất là tây, vàng nghệ bao tây. Chất đẹp lắm luôn mấy anh chị ơi. Có một cái nha, chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng. Vàng ha. Vàng là size XL. Lấy em XL, ok, có cái XL màu vàng này thôi đó. Chất đẹp lắm bé, 95.000. Chất đẹp lắm. Form thì bao ok nha. Khỏi bàn cãi, hàng Dũng Sơn form bao cho mọi người cực ok. Rồi màu cam. Trời ơi giá bán 220.000. Đó em nói là giá sỉ là nó hay bấm ở trên bao bì. Còn giá lẻ là nó bán, nó bấm ở trên mạc. Đây nè, 220.000. Mọi người thấy chưa? Nè. Giá đó 220.000 của hàng Dũng Sơn đó mọi người nè. Đẹp lắm, chất lạ lắm. Chất lạ lắm, màu cam. Rồi có một cái XL màu cam này Du Phương dứt luôn đi để dành. 200 màu đỏ đô thì em có size ML. Đỏ đô là có size ML. Cam này là có size MLXL. Cam thì có size MLXL nha, màu cam đất. Cam đất, cam gạch gì nè. Mừng quá có quần mặc rồi. Thấy không, mọi người thấy chưa, nó bán tới 220.000 một cái chân váy. Em bán là bằng 1/3 giá nó. Chất bao đẹp luôn nha. Nặng tay, mịn, mát, co giãn. Yeah.
Rồi nghỉ nha mày chim ơi, 4:30 rồi, 5 giờ mới đón con mà nghỉ đi, nghỉ đi làm công chuyện nữa, nhiều việc lắm. Ai hỏi em cái gì ta, ai mới hỏi vô cái gì. Ê sơ mi này đẹp này bé Thủy Đoàn, Thủy Đoàn còn còn coi like không, khoác da bao nhiêu, khoác da còn có cái mà em không mặc vừa. Con này sang nè tôi Yên ơi, dâu hết rồi, con này sang lắm, sang lắm, sang lắm nha. Sọc kem, sọc nâu tây và sọc đen, kem nâu cà phê và đen nha, kem nâu cà phê và đen nè, hàng Quảng Châu. Con này là 135, đợi chờ con này sang này bé Thủy Đoàn, bao em mặc đẹp con này luôn Thủy Đoàn ơi, dâu mà còn đẹp còn sang mà. Đen nâu và kem, đây sang không, đi chơi đi công sở gì sang luôn. Rồi màu kem nha, màu kem này còn có cái cuối cùng à, kem đen là còn cái cuối cùng hết, hàng Quảng Châu nha, sơ mi sang. Mọi người mặc thả, mặc đóng thùng gì cũng tùy ý, ai muốn phối kiểu nào thì phối, ai muốn phối kiểu nào thì phối nha mấy chim nha. Sơ mi kem nè, nâu đẹp lắm. Mấy tiền con này là 135, bữa em có cái rồi, bữa em có rồi hả, bữa nào vậy, em mua của chị dâu luôn hả, chị dâu đâu chốt em cái này đâu. Nâu đi Thủy Đoàn, nâu sang nè. Em còn được hai cái, chị chả có cái nào, đang tính dâu trả lương chị hai cả hai tiếng. Ờ nâu sang này Thủy Đoàn, vải đẹp 135 nha, thắp thêm cái nơ, nơ dâu còn nhiều loại lắm, có em cái, có em cái sọc đen hả, mới nhận hàng nè, sọc đen hả, em lộn rồi đó, sọc đen này không phải, sọc đen này là tay bồng, em lấy là tay bồng mà, à khoác da em không vừa. Cái đen mẫu này là mẫu khác em ơi, không phải loại tay bồng, tay bồng là 165 là em có màu đen là đúng rồi, còn loại này là loại khác nữa, loại kia là sơ mi tay bồng vải von lụa, còn loại này không phải vải von lụa, loại này là 135 hàng Quảng Châu, vải khác nữa em nha, loại công sở khác nữa. Cái sọc đen em lấy là 165 rồi, nghỉ nha mấy anh chim ơi, khoác da là 189.000, khoác da là 189 nhưng mà đâu có sai em đâu, chị dâu còn có cái à, bé Thủy Đoàn 62 cân là không vừa khoác da, khoác kiểu thôi, khoác kiểu thì vừa, khoác da không vừa. Tối nha, trên váy công sở màu xám, màu nâu tây, nâu sang, nâu gì lạ lắm, học không phải nâu tây, nâu gì lạ lắm, màu đen, nói chung là nhiều mẫu, tối giao like cho. Để bây giờ đi đón con đã, đón con về hai mẹ con hú hí đã. Jean còn mẫu nào size 28 không? Còn, cho coi luôn nha. Jean 28 đúng không? Nhưng mà lưng siêu cao hay là lưng hãng? Chị lấy cho em một cái màu xanh đậm luôn nha. À lấy xanh đen luôn, lấy một cái mẫu nào cũng được đúng không? Thì để nữa mai chị dâu đi đơn chiều hoặc mai đi đơn để soạn hàng, thấy con nào chị dâu để cho nha. Hình như là còn một hoặc hai mẫu thôi à. Em lấy jean jean này đúng không bé? Ừ lưng vừa chị dâu, ok nhớ rồi. Rồi em nghỉ nha mấy chim ơi, nghỉ nha, tối like nha. Tối like nha mọi người. Bye bye mọi người.